đã trích xuất được mảnh ký ức, gia đình Thẩm cố gắng trích xuất ký ức từ não chiến thần. Không hề biết rằng bí mật trong một khi được phơi bày, cả gia đình Thẩm sẽ gặp phải thảm họa. Hóa ra anh chính là chiến thần hàng đầu trên bảng chiến thần. Để hoàn toàn loại bỏ đền rồng của quốc gia địch, anh chỉ có thể giả vờ phản quốc gia nhập kẻ thù. Nhưng không ngờ khi thực hiện nhiệm vụ, bị em trai mình bắt gặp, thậm chí còn muốn trích xuất ký ức của anh ấy để tìm kiếm bằng chứng phản quốc. Nhưng họ không biết, bí mật trong não của Thẩm Lang một khi bị phơi bày, những việc làm của vợ mình sẽ bị đổ sông đổ bể. Đừng gọi tôi như vậy. Hổ dữ không ăn thịt con, làm sao anh có thể đánh Niu Niu tàn nhẫn. Thẩm Lang, ngươi là chiến thần đệ nhất đại hạ, lẽ ra phải có tương lai vô hạn, nhưng vì lợi ích cá nhân mà phản quốc, hại người thân, ngươi có nhận tội không? Ta nhận tội, tên phản quốc này nên bị chém vạn đao. Đại ca, tại sao ngươi lại giết Chân Lương? Hắn là em rể của ngươi mà. Hắn là loại người rác rưởi, vì lợi ích, không có gì là không làm được. Thẩm Lang, tội ác của ngươi nặng nề, bản vương tuyên án tử hình ngươi, không phản đối. Mang ghế ký ức lên đây. Đây là chiếc ghế ký ức vừa được nghiên cứu. Nó có thể thông qua kích thích não của tội phạm để trích xuất ký ức ra. Kẻ phản bội tổ quốc Thẩm Lang, tội ác ngập trời, nên công bố quá trình phạm tội của hắn cho mọi người biết, để mọi người khinh bỉ. Không được. Ngươi sợ rồi. Giữ hắn lại. Vua Trấn Nam, hãy giết ta, huynh, giết ta đi. Vua Trấn Nam, khi ký ức của ta được công bố, mọi hy sinh của ta sẽ trở nên vô nghĩa. Hy sinh của ngươi, hy sinh người thân và đồng đội, để đổi lấy ngai vàng ở Điện Từ Long. Đặt hắn ta lên ghế đi, làm cho hắn biến mất, giết kẻ phản quốc này, xuống địa ngục đi, giết hắn. Không thể tha thứ cho hắn. Vua Triều Nam, giết ta đi. Giết ngươi là quá hơ ngươi. Ký ức của Thẩm Lang sẽ được công khai do giới hạn kỹ thuật. Chỉ có thể trích xuất ký ức 3 năm. 3 năm là đủ, hắn ta mới chỉ phản quốc. Kể 3 năm trước, trích xuất ký ức là một quá trình đau đớn. Nhưng ngươi xứng đáng với tội lỗi. Kẻ phản quốc không đáng sống. Ký ức bắt đầu hiển thị. Lên đi. Đại ca, huynh thật là giỏi quá. Chỉ 3 vòng đấu, ta đã thua rồi. Tam đệ, đệ đã tiến bộ rất nhanh. Ta nghĩ không bao lâu nữa, đệ sẽ vượt qua ta. Điều đó không thể. Huynh là vị chiến thần mạnh nhất của Đại Hạ Quốc, bất khả chiến bại. Huynh đệ của ta, đừng nịnh bợ nữa. Đại ca, Đại Tẩu và Niu Niu gặp chuyện rồi. Chuyện gì xảy ra? Đại Tẩu và Niu Niu bị sát thủ của Từ Long Điền đầu độc nặng. Bây giờ họ ở đâu? Đã được đưa đến bệnh viện rồi. Vợ con mình suýt nữa đã bị Từ Long Điền hại chết. Cuối cùng hắn ta gia nhập Từ Long Điền, làm tay sai cho Từ Long Điền. Thật là loại người vô liêm sỉ. Đại Tẩu, khi ấy đại ca đến bệnh viện đã xảy ra chuyện gì? Muội và tam đệ lúc đó không đi cùng huynh ấy à? Đúng thế Đại Tẩu. Lúc đó Thẩm Lang sợ rằng ta và tam đệ cũng sẽ bị ám sát, nên đã không cho chúng ta đi cùng. Sau khi ta và Niu Niu bị độc, chúng ta liên tục hôn mê, không biết lúc nào mới tỉnh lại. Bác sĩ nói, việc chúng ta tỉnh lại là may mắn lớn, thật là một phép màu y học. Còn Thẩm Lang thì sao? Huynh ấy chẳng xuất hiện, huynh ấy không đến bệnh viện. Lúc đó ta cũng thấy rất lạ. 3 ngày sau huynh ấy mới xuất hiện, ta hỏi huynh đi đâu. Huynh ấy bảo ta rằng đi uống rượu với bạn bè. Cả tỷ và Niu Niu đều trong tình trạng nguy kịch, mà hắn ta vẫn còn tâm trí đi uống rượu. Hắn ta không xứng đáng làm chồng tỷ, và càng không xứng làm cha của Niu Niu. Kể từ ngày đó, huynh ấy không còn là người chồng vĩ đại trong lòng ta nữa, mà chỉ là một kẻ đạo đức giả. Vương Thần Y, hãy đi cùng ta một chuyến. Thẩm Tiểu Hữu, có chuyện gì vậy? Vợ và con gái ta bị nhiễm độc lửa âm của Điện Từ Long, nguy cấp lắm rồi, bây giờ chỉ có ông mới cứu được họ. Độc lửa âm. Thật
Thẩm Chiến Thần, ta tuy có thể chữa được, nhưng ta không thể giúp ngươi. Tại sao? Đây là thuốc có thể khắc chế độc lửa âm, cảm ơn. Muốn giải độc lửa âm, chỉ có một cách, đó là dùng độc trị độc. Có rủi ro. Vợ và con gái ngươi, vì đã bị nhiễm độc, nên thân thể yếu đuối, không chịu được sự tàn phá của phương pháp dùng độc trị độc. Vì thế, cần có người trung hòa độc tố. Làm sao để trung hòa? Chỉ cần tìm một người, bắt hắn uống một loại độc dược cực mạnh, trong cơ thể sẽ trung hòa độc tính. Sau đó lấy máu của hắn, cho họ uống để cứu chữa, mới có thể chữa được. Để ta. Cái gì? Hóa ra là vậy, hắn đã cứu họ, làm sao có thể như vậy? Thẩm Chiến Thần, ta hiểu tính cách của ngươi, ngươi là vị chiến thần mạnh nhất đại hạ. Cũng là đối thủ đáng gờm nhất của Từ Long Điện, nếu ngươi uống loại độc này, nếu có chuyện gì xảy ra, ai sẽ kiềm chế Từ Long Điện? Dù không có Thẩm Lang ta, vẫn còn có Vương Thiết Sơn, vẫn còn Thẩm Đương Quy, còn hàng ngàn vạn chiến thần khác. Nhưng vợ con ta, chỉ có một, dù phải chết, ta cũng phải cứu họ. Xin Vương Thần Y hãy giúp đỡ. Thẩm Chiến Thần. Vương Thần Y. Xin hãy đến bệnh viện ngay. Được. Thẩm Chiến Thần, nhất định phải kiên trì đến khi Lão Phu trở về. Thẩm Chiến Thần, ngươi quá trọng tình trọng nghĩa. Tương lai, chắc chắn sẽ gặp rắc rối vì điều này. Ta chỉ làm những gì mình nên làm, dù chết không hối hận. Đây. Hóa ra là huynh ấy, đã cứu ta và Niêu Niêu. Có vẻ như chúng ta, đã hiểu lầm huynh ấy. Lúc đó Thẩm Lang, dù sao cũng là chiến thần của đại hạ. Vẫn chưa phản quốc, vẫn là đồng đội mà ta ngưỡng mộ nhất. Không ngờ, huynh ấy vì ta và Niêu Niêu mà dám thử độc với chính mình. Đại tẩu, chuyện này, tẩu nên điều tra cho rõ. Ta đã hiểu lầm về huynh ấy, lúc đó ta cũng trách huynh ấy. Tại sao không có, ở bên giường bệnh, không ngờ, huynh ấy là vì chúng ta, mà bị độc ngất xỉu. Lúc đó tại sao huynh, không nói với ta? Ta sợ, muội lo cho ta, huynh đúng là đồ ngốc. Dẫu huynh ấy lúc đó là người tốt, cũng không thể bù đắp những tội lỗi sau này mà huynh ấy gây ra. Đúng vậy, khi ấy huynh đã cứu Niêu Niêu, tại sao sau đó lại tự tay giết con bé? Đó là con gái ruột của chúng ta mà. Thẩm Lang, trong mắt huynh, tiền bạc và địa vị có quan trọng đến thế không? Mù quáng vì lợi lộc, phản bội tổ quốc, xứng đáng với Long Soái, với sự bồi dưỡng của huynh ấy không? Sư phụ, còn mặt mũi gọi là sư phụ. Sư phụ đã đối xử tốt với ngươi như vậy, làm sao ngươi nỡ giết ông ấy? Trích xuất ký ức, tại sao lại bị gián đoạn? Điều này cho thấy, những ký ức tiếp theo của huynh ấy, không muốn cho người khác biết, huynh ấy đang vật lộn, huynh ấy đang chống cự. Nếu ta không nhớ nhầm, chính trong khoảng thời gian đó, huynh ấy đã giết Long Soái, phản bội, gia nhập Điện Từ Long, nhưng Long Soái đã có ân tình sâu nặng với huynh ấy. Huynh ấy lại là thần chiến của đại hạ, tại sao lại làm như vậy, còn có thể vì cái gì nữa? Điện Từ Long có thế lực mạnh, có thể ngang hàng với các lực lượng khác, huynh ấy trở thành chủ nhân của Điện Từ Long, có cơ hội trở thành vua của thế giới. Còn một điểm, cũng là điểm quan trọng, điểm nào, vua Trấn Nam còn nhớ không? 3 năm trước sư phụ từ chức, Long Soái từ chức. Lúc đó giữa ngươi và Thẩm Lang, chọn một người kế nhiệm. Lời đồn trong giang hồ, người kế nhiệm mà Long Soái muốn chọn là ngươi, Vương Thiết Sơn, không sai. Thẩm Lang bản tính kiêu ngạo, vì vậy nổi giận, hại sư phụ, phản quốc, thật là một con thú. Thẩm Lang, chúng ta từng là bạn tốt nhất, là đồng đội, là huynh đệ. Giữa hai ta, dù là ai ngồi vào vị trí người kế nhiệm cũng không quan trọng. Nhưng mà huynh lại làm ra những việc mất hết lương tâm như vậy. Vua Trấn Nam, làm thế nào để tiếp tục trích xuất ký ức? Tăng cường độ trích xuất, đào sâu bí mật không muốn ai biết trong tâm trí huynh ấy. Nhưng càng tăng cường độ, nỗi đau huynh ấy chịu đựng
cũng càng mãnh liệt. Thẩm Lang, càng không muốn thế giới biết cảnh phản sư diệt tổ của ngươi, ta càng muốn mọi người biết. Vương Thiết Sơn, sao ngươi không thể để ta một mình gánh vác tất cả, một mình gánh vác? Nghe ngươi nói như vậy, thật là đáng thương. Thực là không biết xấu hổ, ngươi cũng biết đau khổ. Nếu đã biết sẽ có ngày này, sao không dừng ngay từ đầu? Tam đệ, nhị tỷ, chẳng lẽ tỷ không muốn biết anh rể bị hắn giết như thế nào sao? Thẩm Lang, ngươi hiện tại bị mọi người xa lánh, tất cả là do ngươi tự tạo. Vương ca, bắt đầu đi. Ta muốn để thế giới thấy khuôn mặt xấu xa của kẻ phản sư diệt tổ ngươi. Đoạn ký ức đã được trích xuất. Long tướng, ngài gọi ta. Đứa bé này, ta đã nói. Trước mặt thuộc hạ hãy gọi ta là Long tướng, riêng tư gọi ta là sư phụ là được. Được ạ, sư phụ. Thẩm Lang, sư phụ già rồi. Có một số trách nhiệm, đã đến lúc phải giao cho các người trẻ. Sư phụ, ngài chưa già, những kẻ tiểu nhân ở Điện Tử Long, nghe đến tên ngài, có ai là không, sợ hãi đến mức bỏ chạy đâu. Ta đang tìm người kế nhiệm, ngươi đã nghe nói chưa? Vâng, đã nghe, ngươi và Vương Thiết Sơn đều là những thuộc hạ xuất sắc nhất của ta, những chiến thần nổi tiếng. Nhưng người này và biểu tượng quân sự chỉ có một. Ngươi có ý kiến gì? Còn nghĩ, Vương Thiết Sơn là người phù hợp nhất, tại sao? Huynh ấy là cấp trên lâu năm của con, kinh nghiệm dồi dào, hơn hẳn con, việc giao cho huynh ấy tiếp quản là phù hợp nhất, ta không nghĩ vậy. Đây là quân ấn. Ta định chọn con là người kế nhiệm của ta, cái gì? Làm sao có thể là hắn ta? Huynh ấy là kẻ phản bội, không thể nào, hoàn toàn không thể. Tại sao sư phụ lại chọn Thẩm Lang làm người kế nhiệm? Nếu Long Soái chọn người kế nhiệm là Thẩm Lang, vậy tại sao hắn ta lại phản bội? Có điều gì đó kỳ lạ, chẳng lẽ bên trong có ẩn giấu điều gì đó? Chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó? Cứ tiếp tục xem ký ức của Thẩm Lang sẽ biết được. Sư phụ, con không thể nhận quân ấn này. Tại sao? Trong đời Vương Thiết Sơn, giấc mơ lớn nhất chính là trở thành người kế nhiệm của người. Huynh ấy là chiến hữu tốt của con, là người huynh đệ tốt nhất của con. Con cảm thấy huynh ấy rất phù hợp, nhưng năng lực của cậu ấy không bằng con. Con sẵn lòng hỗ trợ huynh ấy, trở thành lưới rào sắc bén nhất trong tay huynh ấy. Con xứng đáng là người ta trọng dụng nhất, dù là tấm lòng hay năng lực, đều có thể coi là quốc sĩ. Vậy thì, con muốn dốc sức giúp Vương Thiết Sơn. Thì có một việc còn quan trọng hơn, chỉ có con mới có thể làm. Việc gì vậy? Nếu việc này thành, con sẽ mang phúc cho muôn đời, và bao người, bao gia đình, sẽ nhờ con mà tránh được họa. Dù nhảy vào lửa con cũng làm. Nhưng một khi đã làm việc này, con sẽ phải trả một cái giá đau đớn. Cái giá đó là, cuộc đời con sẽ bị chìm trong bóng tối vô tận. Con sẽ bị mọi người bỏ rơi, bị thế giới ghét bỏ, và con sẽ không còn ánh sáng nào nữa, không bao giờ có cơ hội nổi lên. Thậm chí cả tên con cũng sẽ bị đóng đinh vào cột nhục của lịch sử. Con có còn muốn tiếp tục không? Sư phụ, dù trăm người cản, vạn người gàn, con vẫn sẽ làm tốt. Xứng đáng là người mà ta đã chọn. Chỉ là, con đường này luôn đầy bóng tối và cô độc. Tất cả sự đau khổ và gian khổ của con sẽ không ai có thể chia sẻ. Thẩm Lang, đại hạ không xứng với con. Sư phụ đừng nói vậy. Hy sinh một mình con để hạnh phúc cho hàng triệu người, oai biết bao. Con càng rộng lượng, ta càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Người ta nói rằng trẻ con biết khóc mới có kẹo ăn, nhưng ai lại thương xót cho những người sẵn sàng chịu đựng mọi thứ, chỉ là lặng lẽ cắn răng chịu đựng đứa trẻ ngốc nghếch này. Thẩm Lang, tiếp theo, những lời ta sắp nói rất quan trọng, liên quan đến thành bại. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, con phải chịu đựng nhé. Chịu đựng cái gì? Ta sẽ sử dụng ghế ký ức để xóa bỏ hình ảnh cuộc trò chuyện ra khỏi trí não con, để phòng ngừa kẻ địch điều tra. Tuy nhiên, làm hỏng hình ảnh ký ức trong tiềm thức tuy không làm hại đến ký ức thật sự. Quá trình này sẽ rất đau đớn. Không sao, sư phụ, con chịu đựng được. Ký ức bị gián đoạn. Có vẻ như hình ảnh sau đây đã bị Long Soái xóa sạch. Họ đã nói gì vậy? Tại sao Thẩm Lang đột nhiên trở thành phản quốc? Vương Thiết Sơn, ít nhất có một điều. Về chuyện kế nhiệm, chúng ta đã hiểu lầm Thẩm Lang. Ta luôn nghĩ rằng Thẩm Lang vì ghen tị ta trở thành người kế nhiệm, nên mới giết Long Soái.
Không ngờ, vị trí kế nhiệm này lại là do hắn giúp ta giành được. Thẩm Lang, ta không phải người, ngươi coi ta như huynh đệ, giúp ta thực hiện ước mơ. Vậy mà ta nghi ngờ ngươi, hiểu lầm ngươi, thậm chí còn muốn giết ngươi. Hảo huynh đệ, ta sẽ giải phóng ngươi ngay bây giờ. Vương Thiết Sơn, ngươi mê muội à? Nếu hắn thực sự coi ngươi là huynh đệ, sao lại ba lần bốn lượt đưa ngươi vào chỗ chết? Giết Long Soái, đó là sự thật không cãi được. Ngươi nên suy nghĩ kỹ đi. Thẩm Lang, ngươi và sư phụ đã nói gì? Tại sao ngươi lại muốn giết ông ấy, giết ta? Kết thúc tất cả đi, được không? Ngươi phải nói rõ chuyện này. Tại sao ngươi lại giết sư phụ? Sư phụ, Thẩm Lang, ngươi hãy nói đi. Ngươi có tin ta đấm chết ngươi không? Ngươi nghĩ ta không dám động thủ à? Nói đi, Vương Thiết Sơn, hắn ta không nói, chúng ta cứ tiếp tục xem là được. Từ ký ức của hắn ta, luôn có thể tìm thấy một số manh mối. Chủ nhân, Long Soái đã chết, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Nếu ngươi không đi, một khi bị bắt, mọi thứ đều vô ích. Được. Chúng ta đi thôi, Bạch Tuyết, sát thủ số 1 của Điện Tử Long, sao cô ấy lại ở nhà Long Soái? Có vẻ như, việc giết Long Soái, Thẩm Lang đã lên kế hoạch từ trước. Huynh ấy đã sớm liên kết với Điện Tử Long. Thẩm Lang, vừa rồi ta thật là ngốc, ta còn tưởng vị trí người kế nhiệm là do ngươi nhường lại, không ngờ ngươi đã sớm liên kết với Tử Long Điện. Vậy nên ngươi không hề đặt tâm trí vào đây. Ngươi còn tâm trạng cười, ta cho ngươi cười. Các người nhìn này, hình ảnh ký ức bị nhảy cảnh. Bệnh viện. Huynh đến bệnh viện làm gì? Ta nhớ ra rồi. Lúc đó ta nghe nói, đại ca phản bội tổ quốc, giận tím người, ốm nặng một trận. Nhưng trong ký ức của ta, huynh ấy chưa bao giờ đến bệnh viện thăm ta. Nhị tỷ, đừng quên, sau khi tỷ bệnh không lâu, anh rể đã bị Thẩm Lang giết chết, vì vậy, khi huynh ấy đến bệnh viện, không phải để thăm ta. Mục đích là để theo dõi Trần Lương. Trần Lương cũng là một trong những chiến thần. Khi Thẩm Lang tham gia Điện Tử Long, thì Trần Lương tất nhiên cũng trở thành một trong những mục tiêu của hắn ta. Thẩm Lang, từ nhỏ đến lớn, huynh luôn là người đại ca ta kính yêu nhất. Tại sao? Tại sao huynh lại giết người ta yêu nhất? Chủ nhân, bây giờ danh tính của người đang bị toàn quốc truy nã, thật sự quá mạo hiểm. Nhị muội và tam đệ là do ta nuôi dưỡng từ nhỏ. Nhị muội bệnh nặng, ta làm đại ca, dù thế nào cũng phải đến xem. Tình cảm nặng nề rất dễ trở thành điểm yếu chí mạng của người. Bác sĩ, bệnh của phu nhân ta rốt cuộc là tình trạng gì? Có vẻ có chút rắc rối. Rắc rối gì? Cô ấy là trầm cảm, gây ra một số bệnh di truyền, muốn khỏi hẳn cần phải ghép tủy. Ghép tủy? Ta đã xem hồ sơ của cô ấy, tủy của các ngươi độ tương thích rất cao, bây giờ chỉ có ngươi mới có thể cứu cô ấy. Có chuyện gì vậy, nhị tỷ? Sao lại thế này? Trần Lương rõ ràng nói với ta rằng tủy của huynh ấy không hợp với ta. Vậy tại sao bác sĩ lại nói không phải là anh rể đã cứu tỷ? Vậy là ai vậy nhỉ? Bác sĩ nói người hiến tặng yêu cầu giữ kín thông tin. Nhị tỷ, tỷ đừng suy nghĩ nhiều. Ta đoán chắc chắn là anh rể đã lén lút đi hiến tủy, nhưng huynh ấy sợ tỷ lo lắng, vì vậy mới không nói thật với tỷ. Tiểu Duệ, em rể được mọi người công nhận là người đàn ông tốt ở ba phương diện. Thật sao? Ngươi còn không tin chồng mình sao? Huynh ấy luôn là người ta yêu nhất, nhưng mà ngươi lại giết huynh ấy. Tại sao? Ngươi tại sao lại làm như vậy? Hắn ta là một con thú vậy, không có việc gì không làm được. Thật đáng thương cho anh rể, một người tốt như vậy lại bị hại bởi kẻ xảo trá độc ác này. Thẩm Duệ, đừng nóng, chờ đợi tất cả ký ức được trích xuất ra, bản vương sẽ tự tay xử lý hắn. Chúng ta hãy tiếp tục xem, nhưng để cho nhị tỷ xem quá trình giết anh rể, thật sự là một sự tàn nhẫn. Ghép tủy xương, bác sĩ, ta muốn hỏi ngươi, hiến tặng tủy xương có ảnh hưởng gì đến ta không? Tủy xương có thể tái sinh, không ảnh hưởng nhiều đến ngươi, nhưng mà, nhưng là gì? Nhưng ngươi là chiến thần, sở hữu sức chiến đấu hàng đầu, sau khi hiến tủy xương, sức chiến đấu sẽ giảm sút đáng kể. Gì cơ? Điều đó không thể chấp nhận được. Bác sĩ Lưu, ta cảnh báo ngươi, cuộc trò chuyện hôm nay không được để người thứ ba biết. Nếu ai hỏi ngươi, ngươi cứ nói tủy xương của ta và Thẩm Duệ không tương thích. Nghe thấy chưa? Nghe thấy rồi. Biến đi, kẻ này thật là rác rưởi, phu nhân của mình còn không cứu.
Ngươi đi tìm bác sĩ Lưu đó lại đây. Tìm cô ấy làm gì? Ta nhớ. Tủy xương của ta và em gái. Phù hợp, không ổn đâu chủ nhân. Bây giờ tất cả mọi người đều muốn lấy mạng ngươi. Một khi sức chiến đấu bị suy giảm, ngươi sẽ chết. Nguy hiểm là chuyện của ta. Tiểu muội ta còn sống quan trọng hơn. Chủ nhân, được rồi, đừng nói nữa. Ta đã quyết định rồi. Tiểu muội, phụ mẫu chúng ta mất sớm, huynh đã hứa sẽ chăm sóc muội và đệ đệ suốt đời. Có lẽ muội sẽ giống như tất cả mọi người, chửi mắng huynh, khinh bỉ huynh, thậm chí muốn giết huynh. Nhưng lời hứa là lời hứa. Huynh sẽ không nuốt lời, ngoan, mau khỏi bệnh nhé. Hóa ra người cứu Tiểu Duệ không phải là Trần Lương, mà là Thẩm Lang, huynh. Xin lỗi, huynh đã tốt với muội như vậy, mà muội lại mắng huynh và trách huynh. Muội không phải là người, tiểu muội ngốc không sao đâu, không xứng làm tiểu muội của huynh. Huynh giết Trần Lương vì hắn ta ích kỷ phải không? Chỉ vì ích kỷ thôi sao? Ích kỷ thì có vội đến mức phải chết đâu. Nhưng nếu theo tính cách của ta, nếu là em rể ta, đối xử với em gái ta như vậy, ta chắc chắn sẽ giết hắn ta. Thẩm Lang không phải là huynh, và huynh cũng không phải là Thẩm Lang. Thẩm Lang, kể từ khi gia nhập Từ Long Điện, ngươi đã loại trừ Trần Lương, chắc chắn là vì Trần Lương là một trong những chiến thần của đại hạ, ngươi đang loại bỏ đối thủ, không sai. Thẩm Lang, dẫu nhị tỷ có tha thứ cho ngươi, đại hạ quốc cũng không tha thứ cho ngươi, và ta cũng không tha thứ. Nếu nhớ không nhầm, tiếp theo là trận ở Chính Lân. Trận chiến ở Chính Lân, ngươi dẫn dắt những chiến binh mạnh nhất Điện Từ Long, giết chết 3.000 chiến sĩ của ta. Những hồn ma của 3.000 chiến sĩ này, ngươi lấy gì để trả? Tiếp tục trích xuất ký ức. Trận này thắng lớn, Thẩm Lang, sự gia nhập của ngươi vào Điện Từ Long, thực sự như hổ thêm cánh. Sau này chúng ta cùng nhau, chắc chắn sẽ thống trị thế giới. Bá chủ bóng tối. Mặc dù ta đã giết chết Long Soái, nhưng ta tuyệt đối không phải là kẻ mất nhà. Ngươi cho ta gia nhập Điện Từ Long cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta hai điều kiện. Nói đi, vì Thẩm chiến thần, đừng nói là hai điều kiện, 200 điều cũng không thành vấn đề. Độc trên người vợ và con gái ta là do các ngươi đưa vào phải không? Lúc đó, dù sao chúng ta cũng là kẻ thù, và ta hiểu tính cách ngươi quá rõ. Ngươi sẽ dùng cách dùng độc trị độc để cứu họ, chắc chắn sẽ tự mình thử độc. Nếu như dùng cách này để giết ngươi, thì còn gì tốt hơn? Kẻ nào đầu độc thì kẻ đó chết. Gia đình của Thẩm Lang ta, ngươi không có quyền chạm vào họ, điều này dễ thôi. Bây giờ, ngươi có thể nói điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ hai này, tại đền Từ Long, ta muốn là người dưới một người, trên vạn người, muốn làm phó đền chủ, điều này cũng dễ thương lượng. Chỉ là theo như ta biết, ngươi để cứu em gái mình, đã hiến tủy, sức mạnh giảm sút nghiêm trọng, ngươi có đủ tư cách làm phó đền chủ này không? Cần phải kiểm chứng một chút. Làm sao để kiểm chứng? Vua Trấn Nam gửi 3.000 người đến tấn công, hiện giờ họ đang ẩn nấp bên ngoài thành, tại kho Chính Lân. Ta muốn ngươi đi tiêu diệt họ, quân đội của vua Trấn Nam, ngươi làm sao biết? Đợi ngươi đến đó sẽ có người tiếp ứng ngươi, gặp hắn ngươi tự khắc hiểu. Quả nhiên là một kẻ phản quốc, dẫm lên đồng bào và người thân để lên cao. 3.000 mạng người đổi lấy một chức phó đền chủ, thật là một món hời. Bản vương thật sự muốn giết ngay hắn lập tức. Tỷ sao vậy? Ngay cả đối thủ của huynh ấy cũng biết, sau khi ta và Niu Niu bị độc, huynh ấy chắc chắn sẽ tự mình thử độc, nhưng với tư cách là vợ huynh ấy, lúc đó ta lại hiểu lầm huynh ấy, và đã nổi giận với huynh ấy. Không phải, đại tẩu, tẩu không lẽ đã mềm lòng? Không sai, huynh ấy trước đây quả là người tốt, nhưng đó là quá khứ. Bây giờ vì muốn lên cao, huynh ấy đã trở thành một kẻ không từ thủ đoạn. Nếu huynh ấy không giết Niu Niu, có lẽ ta đã có thể tha thứ cho huynh ấy. Nhị tỷ, tại sao tỷ vẫn ở bên cạnh hắn ta? Đừng quên, huynh rể chính là người đã hy sinh trong trận chiến Chính Lân. Đúng vậy, Trần Lương chiến thần chính là người dẫn dắt cuộc hành động này. Đại ca, huynh không nên trở nên như vậy. Người chỉ điểm, ta đã đến. Hãy xuất hiện đi. Ánh trăng chiếu sáng dòng sông lớn. Đêm 30 hái trái cau. Tốt lắm,
Trần Lương, sao lại là ngươi? Sao thế? Có ngạc nhiên không? Ngươi là chiến thần đại hạ. Tại sao lại gia nhập Từ Long Điện? Ngươi vẫn là người mạnh nhất trong bảng xếp hạng chiến thần. Ngươi cũng đã gia nhập Từ Long Điện, làm chiến thần, kiếm được bao nhiêu tiền đâu? Em gái ta biết không? Nàng ấy không biết. Dù sao ta là gián điệp của Điện Tử Long. Nếu nàng ấy biết, thì nàng ấy chỉ có thể chết. Ngươi muốn chết à? Thẩm Lang, ta khuyên ngươi đừng nóng vội. Ngươi phải biết, nhiệm vụ của mình là gì? Muốn làm chủ Điện Tử Long, muốn một mình đối phó 3.000 chiến binh. Chỉ có ta mới giúp được ngươi. Ngươi giúp ta thế nào? Ta đã cho độc vào thức ăn của họ, chờ họ bị ngộ độc, chúng ta cùng nhau tiến vào, giết sạch bọn chúng. Rác rưởi, ngươi đi chết đi. Tại sao ngươi? Đời này ta ghét nhất là người dùng gia đình để uy hiếp ta. Kiếp sau, rút kinh nghiệm nhé. Trần Lương, hóa ra là một kẻ phản bội. Huynh trưởng là để bảo vệ ta, mới giết Trần Lương. Có vẻ như lần này, chúng ta lại nghi oan cho Thẩm Lang. Đại ca, tất cả là lỗi của ta. Ta không nên trách huynh. Rõ ràng Trần Lương mới là kẻ đáng chết. Tại sao huynh không giải thích? Giải thích? Hắn là kẻ phản quốc, làm sao có mặt mũi giải thích? Tam đệ, huynh trưởng luôn bảo vệ chúng ta. Đệ có thể đừng nói những lời khó nghe như vậy được không? Hắn chỉ bảo vệ tỷ thôi. Hắn chưa bao giờ bảo vệ ta. Ta từng hai lần suýt chết dưới tay huynh ấy. Khi huynh ấy muốn giết ta, có nghĩ đến ta là tam đệ của huynh ấy không? Thẩm Lang, mặc dù đã giúp chúng ta loại bỏ kẻ phản bội Trần Lương, nhưng huynh ấy có tốt hơn Trần Lương không? Hay xấu xa hơn Trần Lương? Chỉ là chó cắn nhau mà thôi. Thật đáng tiếc, 3.000 sinh mệnh trung thành dũng cảm bị tiêu diệt bởi hai kẻ phản quốc này. Mọi người xem, Thẩm Lang định làm gì? Thẩm Lang, ngươi kẻ phản quốc, lại giết Trần Chiến Thần, hắn phản bội bạn bè, cũng phản bội đại hạ, im miệng, ngươi giết Long Tướng, hèn mọn cầu xin, ai ai cũng có quyền trừng trị ngươi, lại còn bôi nhọ Trần Chiến Thần. Hắn cho thuốc độc vào thức ăn của các ngươi, nếu không tin, có thể ấn thử vị trí ba ngón từ dưới rốn. Chuyện gì thế, đội trưởng, ta có vẻ như đã bị độc, không trách được Trần Chiến Thần, chuẩn bị món ăn đêm cho chúng ta. Liệu Trần Lương có thật sự đã gia nhập Điện Tử Long? Ngươi định làm gì? Ta còn có thể làm gì nữa? Nếu ta muốn giết các ngươi, ta đã chờ bên ngoài và để cho các ngươi chết vì độc. Tại sao ta lại vào đây? Đưa tay ra đây. Trên đời này, chỉ có một người có thể cứu các ngươi. Mạc Tuyết, cử người đến Hải Thị, mời Vương Thần Y đến đây, nhớ rằng, đừng để lộ danh tính, Vương Đại Tướng. Tiếp theo, ta sẽ dẫn các ngươi đến một nơi, Vương Thần Y, Thánh Thủ Y học quốc gia, sẽ giúp các ngươi giải độc, nhưng, trong 3 năm tới, các ngươi không được xuất hiện, bởi vì, ta sẽ đốt kho chính lâm này, và, công bố tin tức về cái chết của các ngươi, ta không hiểu. Tại sao ta lại gia nhập vào Điện Tử Long, nhưng lại cứu các ngươi, đúng. Vương Đại Tướng, con đường ta đi là một con đường định sẵn không thể hiểu. Có lẽ ta sẽ phải chịu lời nguyền rủa suốt đời, bị ngàn người chỉ trích, bị mọi người xa lánh. Nhưng có một số việc, phải có người làm, có một số trách nhiệm, phải có người gánh vác. Con đường tăm tối này, hãy để Thẩm Lang ta, tự đi. 3.000 người kia, thực ra vẫn còn sống, và là Thẩm Lang, đã cứu họ. Điều này, tại sao phải làm như vậy? Liệu có phải Thẩm Lang giả vờ đầu hàng? Không thể nào, nếu huynh ấy giả vờ, tại sao lại giết Long Soái, và tại sao lại giết con gái mình, và tại sao nhất định phải đưa mọi người vào chỗ chết, tên phản bội này. Thậm chí, còn muốn gửi ta cho tay chân của hắn, làm đồ chơi, có chuyện này nữa sao, nếu không phải, bố lo ta tự tử, và luôn ở bên cạnh ta. Ta đã không còn mặt mũi, sống trên đời này nữa, Thẩm Lang tội ác nặng nề, không thể tha thứ, huống hồ không ai biết, hắn có phải cố ý diễn trước mặt Vương Đại Tướng, rồi sau đó, gửi tay chân, đi tiêu diệt tận gốc hay không? Tam đệ, sao ngươi luôn nghĩ xấu về đại ca?
Nhị tỷ, ta nói sự thật, còn tỷ, liệu có thể, đừng bao che, kẻ phản bội này nữa không? Thẩm Nương Quy, hắn là huynh trưởng của ta, huynh trưởng cũng là kẻ phản bội, mà thôi, được rồi, thôi đừng cãi nhau nữa. Ngay lập tức đến Hải Thị, tìm Vương Thần Y, hỏi xem chuyện này có thật không? Vâng, ta nhớ, sau trận chiến ở Chính Lân, không lâu sau, ta đã gặp Thẩm Lang. Cơn ác mộng của ta cũng bắt đầu từ đó. Trận này thắng lớn, Thẩm Lang, từ hôm nay, ngươi sẽ là Phó Điện Chủ của Điện Tử Long. Xin chào Phó Điện Chủ. Dù huynh có công trong trận này, nhưng cũng có lỗi, ý Điện Chủ nói là chuyện của Trần Lương, xứng đáng là chiến thần, quả nhiên thông minh. Hắn phụ bạc em gái ta, chết không đáng tiếc. Trần chiến thần, trọng tình trọng nghĩa, có thể hiểu được, chỉ là, quốc có quốc pháp, điện có điện quy, Trần Lương dù sao cũng là, người của Từ Long Điện, là một quân cờ quan trọng, ta và các trưởng lão, đã bàn bạc. Ngươi cần hoàn thành một nhiệm vụ, để chuộc lại lỗi lầm. Nhiệm vụ gì? Vị này là Hoàng Tam Diệp, là đại trưởng lão của Từ Long Điện. Thẩm chiến thần, đã lâu không gặp. Đại trưởng lão, trước hết hãy lấy ra bức ảnh. Thượng quan Thanh. Làm sao, thẩm chiến thần có quen biết, không quen biết, chỉ thấy trên báo, không quen biết thì tốt, nàng ta là tỷ phú đứng đầu đại hạ, con gái duy nhất của thượng quan Hạo, chỉ cần chúng ta kiểm soát được người ấy, thì có thể khống chế thiên tử để sai khiến các chư hầu. Khiến cho thượng quan Hạo do dự không dám hành động, nghe theo mệnh lệnh của Điện Tử Long. Người giàu nhất đại hạ. Tài sản trị giá hàng nghìn tỷ. Ý ngươi là bảo ta đi bắt nàng ta về, bắt một người phụ nữ, không có khả năng tự vệ, vị thẩm chiến thần nổi tiếng, chắc chắn không thể thất bại. Thẩm chiến thần là phó điện chủ của Điện Tử Long, và là chiến thần mạnh nhất trên bảng chiến thần, chắc chắn sẽ không thất bại, phải không, Thẩm Lang? Tất nhiên, vậy thì, chúng ta chỉ việc chờ đợi, tin tốt lành từ phó điện chủ. Ta và Thẩm Lang là bạn bè nhiều năm, huynh ấy lại nói không quen biết ta. Huynh ấy mới được bổ nhiệm làm phó điện chủ, đang là lúc muốn thể hiện và gây dựng uy tín, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Thật là không biết xấu hổ, thượng quan ngươi, theo lý thuyết, với tư cách là con gái của người giàu nhất, ngươi lẽ ra phải có vệ sĩ mới đúng. Thẩm Lang, làm sao có thể dễ dàng bắt ngươi như vậy? Thẩm Lang, đã lợi dụng. Dù sao huynh ấy cũng đã lừa ta đi, ngay cả người thân cũng có thể phản bội và lợi dụng, hắn ta còn cái gì, không làm được không? Tiểu thư thượng quan, ngươi có muốn rời đi một lát không? Vì ngươi nói, Thẩm Lang đã đưa ngươi cho kẻ xấu của Điện Tử Long. Vậy những hình ảnh tiếp theo, có thể sẽ gây tổn thương tâm lý cho ngươi. Những kẻ đã làm ô uế ta, ta muốn nhìn rõ mặt chúng. Thù này, ta sẽ tìm từng người một để trả thù. Thẩm Lang, ngươi ở đó không? Thượng quan Thanh, lâu quá không gặp. Thẩm Lang, thật sự là ngươi à? Ta tưởng rằng đời này, không bao giờ gặp lại ngươi được nữa. Bây giờ ta là kẻ bị truy nã với tiếng xấu đồn xa. Ngươi không sợ ta sao? Ta không sợ. Ta biết rằng, ngươi là một người hùng, luôn hết lòng vì dân vì nước. Ngươi làm vậy, chắc hẳn có lý do của ngươi. Không ngờ, trong lúc ta bị mọi người bỏ rơi, người duy nhất tin tưởng ta, lại là ngươi. Tất nhiên, ngươi chỉ cần một cuộc gọi, ta lập tức đến tìm ngươi. Ngươi không chỉ là người của ta, mà còn là người ta ngưỡng mộ nhất. Thẩm Lang, hay là, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây đi. Ngươi nói gì? Ta biết ngươi đã có gia đình, nên ta thường không phiền ngươi, nhưng bây giờ người thân của ngươi đã không còn nhận ngươi. Ngươi có cảm thấy cô đơn không? Ta sẵn sàng từ bỏ tất cả, và sẽ mãi ở bên cạnh ngươi. Thượng quan Thanh, ngươi, xin lỗi Liễu tỷ, ta thực sự luôn ngưỡng mộ Thẩm Lang. Nhưng, ta đã tỏ tình với huynh ấy, sau khi huynh ấy bị mọi người bỏ rơi, ai ngờ, huynh ấy lại là một kẻ đê tiện, Thẩm Lang. Đã phụ lòng quá nhiều người. Đúng vậy, ta đã tin tưởng và ngưỡng mộ huynh ấy đến thế, nhưng huynh ấy đã đối xử với ta như thế nào? Đừng đùa nữa, Thượng quan Thanh, ngươi còn trẻ, nghĩ quá đơn giản. Ta chỉ muốn ở bên ngươi, có gì sai sao? Tốt lắm. Đúng là Thẩm chiến thần. Sức hút thật lớn, thậm chí cả con gái của tỷ phú cũng mê đắm người không rời.
Các ngươi là ai? Ta là đại trưởng lão của Từ Long Điện. Các ngươi là người của Điện Từ Long. Thẩm Lang, tại sao họ lại ở đây? Là ngươi đưa họ đến đây à? Tiểu thư, ngươi vẫn chưa hiểu à? Ngươi không thực sự nghĩ rằng, Thẩm Lang gọi ngươi đến đây, là vì nhớ ngươi chứ? Nói thật với ngươi, hắn được lệnh đến bắt ngươi, sử dụng ngươi để đe dọa, ông bố giàu có của ngươi. Hắn ta nói có thật không? Thật. Ta tin tưởng ngươi như thế, ngươi lại đối xử với ta như vậy, không thể trách ta. Ngươi biết ta, đã gia nhập Điện Từ Long, tại sao vẫn tin tưởng ta? Ngươi thật khốn nạn. Ngươi tự đưa mình vào trong, không thể trách ta. Phó Điện Chủ, thật tàn nhẫn. Một mỹ nhân đẹp như vậy, nếu không thưởng thức một chút thì, thật là lãng phí, kẻ dâm đãng này, đừng động vào ta, không thể được, sao không động được, phụ nữ tìm thì dễ, nhưng con gái của tỷ phú. Hiếm gặp lắm, Hoàng Tam Diệp, sau khi huynh chơi đủ, cũng để cho huynh đệ, thử một chút xem sao, đúng vậy. Các người là đám súc sinh, cha ta sẽ không bỏ qua cho các người đâu, cha ngươi, có người ở đây, còn sợ gì cha ngươi không nghe lời, được rồi, Tam Diệp. Đánh ngất cô ta đi. Có ý gì thế? Cô ta la hét, dễ gây rắc rối, hơn nữa khi cô ấy bất tỉnh, các người không phải là, muốn làm gì thì làm à, xứng đáng là phó điện chủ, có lý. Thú chứ không phải người. Tên khốn nạn này, lại đối xử như thế với người, yêu huynh ấy, còn lợi dụng sự tin tưởng, và ngưỡng mộ của ta đối với huynh ấy. Thẩm Lang, tại sao huynh lại đối xử với ta như vậy? Huynh không nói gì à? Được, ta sẽ khiến huynh phải câm miệng. Thượng quan Thanh làm gì thế? Thẩm Nguyệt, đại ca cô tốt với cô, nên cô bênh vực huynh ấy. Nhưng cô có nghĩ đến những người bị huynh ấy làm tổn thương không? Nhị tỷ, lùi lại đi. Xin các người, đừng hành hạ đại ca ta nữa. Được không? Không được. Thượng quan, ngươi bình tĩnh lại. Chiếc ghế ký ức đang hoạt động ở trạng thái cực hạn. Thẩm Lang có thể gặp nguy hiểm tính mạng. Vương Trấn Nam, huynh cũng muốn giúp kẻ phản quốc nói chuyện à? Ta không phải đang bênh vực hắn, mà là ký ức chưa được trích xuất hết. Giết hắn bây giờ, sẽ mất nhiều bằng chứng. Chờ đến khi trích xuất ký ức xong, ta cam kết sẽ tự tay giết chết hắn. Quay lại một chút ký ức. Tiếp tục trích xuất ký ức. Vâng. Phó đền chủ làm tốt lắm, chúng ta sẽ đưa nàng ta đi. Dừng lại. Ta có bảo các ngươi đi đâu? Phó đền chủ, chẳng lẽ cũng muốn thử thú vui? Người, ta muốn, mạng sống của các ngươi, ta cũng muốn, Thẩm Lang, ý ngươi là gì? Thẩm Lang, lại dám phản bội Điện Từ Long, làm sao gọi là phản bội được, chỉ là giúp bạn bè mà thôi, ta đã nhận được tin báo, có người đang có ý đồ xấu với cô ấy, luôn theo dõi cô ấy, nhưng mãi không tìm ra là ai, vì vậy mới nghĩ ra kế hoạch này, dụ chúng xuất hiện. Chắc hẳn là các ngươi rồi, các ngươi còn đứng đó làm gì, lên đi. Bây giờ, đến lượt ngươi. Thẩm Lang, ngươi định làm gì? Thẩm Lang, ngươi giết ta. Không sợ điện chủ biết sao? Đừng lo, ông ta sẽ không biết đâu. Chủ nhân, ngươi nghĩ cho ta lý do để giải thích với điện chủ. Chủ nhân đã bắt được Thượng quan Thanh, nhưng Hoàng Tam Diệp lại ham muốn bắt cô ấy đi cùng. Vì dây dưa trên giường mà bị gia tộc Thượng quan tìm thấy và giết sạch, Thượng quan Thanh cũng được cứu đi, tốt lắm. Thanh Nhi, ta chỉ có thể giúp ngươi, tới đây thôi. Nhưng vì đại nghĩa, cần phải hy sinh anh dự của ngươi. Hy vọng ngươi tỉnh dậy đừng làm điều dại dột. Sao lại thế này, Thẩm Lang gọi ngươi ra. Hóa ra là để giúp ngươi, giải quyết những người theo đuôi ngươi. Hóa ra huynh ấy là để cứu ngươi. Đại ca, ta đã biết. Huynh không thể làm tổn thương người thân và bạn bè, vậy xem ra chuyện xảy ra sau khi ta ngất đi, ta không rõ, vì thế, ta đã luôn hiểu lầm Thẩm Lang. Huynh ấy không phải đang hại ta, mà là đang cứu ta. Ngay cả những chuyện bẩn thỉu cũng chưa từng xảy ra, rất rõ ràng. Hoàng Tam Diệp đã chết, dĩ nhiên không thể làm ô danh ngươi.
Thẩm Lang. Xin lỗi. Ta thật không phải người. Thẩm Lang đã tốt với ta như vậy, nhưng ta thì sao? Ta không chỉ ghét huynh ấy, nguyên rủa huynh, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Hãy hủy hoại huynh, Thượng Quan Thanh, ngươi cũng đừng tự trách mình. Dù sao lúc đó ngươi cũng không biết, Thẩm Lang, dù ngươi đã phạm sai lầm gì, trước đến giờ, ngươi mãi là anh hùng. Trong mắt ta, chờ khi trích xuất ký ức kết thúc, huynh trưởng sẽ bị xử bắn. Mặc dù huynh ấy không phản bội Thượng Quan Thanh, nhưng lại lan truyền tin đồn, Thượng Quan Thanh bị ô uế. Rõ ràng là, huynh ấy lo sợ điện chủ nghi ngờ, huynh ấy vẫn không thể buông bỏ vị trí phó điện chủ. Vừa rồi Thẩm Lang nhắc đến hai chữ, đại kế. Đại kế của huynh ấy là gì? Còn cần hỏi sao? Đại kế của hắn ta tất nhiên là trở thành chúa tể điện Từ Long, chứ không chỉ là phó điện chủ. Đúng vậy, theo thư được biết, không lâu sau, huynh ấy đã giết đại điện chủ và thay thế Thẩm Đương Quỳ. Trước khi Thẩm Lang trở thành vua Từ Long, huynh và huynh ấy đã có một trận chiến, phải không? Đúng vậy, và chính trong lần đó, huynh ấy suýt nữa đã lấy mạng ta. Quốc vương, ngài gọi ta, phó điện chủ, huynh có một người đệ đệ tốt đấy. Đệ đệ, đệ ấy sao rồi? Trong hơn một năm qua, hắn đã đột kích 8 điểm quan trọng của ta, số thương vong lên tới hàng vạn, thậm chí cả 6 vị trưởng lão cũng đã chết. Cái này tính thế nào? Không ngờ, một năm rưỡi không gặp, sức mạnh của đệ đệ tiến bộ nhiều như vậy. Ta biết huynh trọng tình trọng nghĩa, không nỡ động thủ với chính tiểu đệ của mình, vì vậy huynh đến đây gác điện, còn ta sẽ tự mình đi gặp hắn. Điện chủ, việc nhỏ này không đáng làm phiền ngài, vì là tam đệ của ta, ta nên ra tay dọn dẹp nội bộ. Thẩm Lang, đó là tam đệ của huynh đấy, huynh có thể ra tay không? Sẵn lòng phục vụ điện chủ. Tốt, xứng đáng là phó điện chủ, phân biệt rõ công tư, hợp ý ta. Vậy ta sẽ cùng các vị trưởng lão chờ đợi phó điện chủ chiến thắng trở về. Vì muốn công thành, lại tự nguyện xung phong ra tay với đệ đệ ruột của mình. May mà huynh may mắn tránh được một họa. Nhị tỷ, tỷ đã thấy chưa, huynh ấy đã đối xử với ta như thế nào? Huynh trưởng chắc có lý do phải làm vậy. Nhị tỷ, sự thật đã rõ ràng trước mắt, tại sao tỷ vẫn bênh vực huynh ấy? Liệu phải chờ đến khi ta chết sao tỷ mới vừa lòng được à? Thẩm Đương Quy, giờ kết luận như vậy cũng quá sớm, chúng ta hãy xem hết ký ức của Thẩm huynh rồi mới phán xét. Sớm thôi các người sẽ biết hắn đáng chết như thế nào. Thẩm Lang, tại sao lại trở thành kẻ phản quốc? Ngày xưa huynh là người huynh đệ ta ngưỡng mộ nhất. Tam đệ, ngươi không xứng gọi ta là tam đệ, vì cái chức phó đền chủ còn không ngần ngại giết chết Long Soái, giết chết anh rể, ngươi đã thay đổi đến nỗi ta không còn nhận ra ngươi nữa, không thể nhận ra ngươi. Thẩm Đương Quy, dù sao ngươi cũng là chiến thần thế hệ mới, sao ngươi còn giữ cảm xúc như trẻ con? Trẻ con? Được thôi, vậy hôm nay đứa trẻ này sẽ đại diện cho đại hạ lấy mạng của ngươi dọn dẹp nội bộ. Phó điện chủ, nhận kiếm. Chút nữa thôi. Sao lúc nào cũng thiếu chút nữa? Khi luyện tập luôn là ngang hàng nhau, đến lúc quan trọng luôn là thiếu chút nữa. Với sức mạnh hiện tại của ngươi, chưa đủ tư cách đấu với ta, lăn về tập thêm 2 năm đi. Dù Thẩm Lang đã suy yếu, nhưng vẫn là một trong những chiến thần mạnh nhất. Thẩm Đương Quy, trận chiến này không giống trận chiến sinh tử, mà giống như sư phụ đang dạy dỗ đệ tử vậy. Tam đệ, ngươi không hiểu sao, đại ca rõ ràng không muốn giết ngươi, không muốn giết. Nhị tỷ, tỷ nghĩ quá tốt về hắn ta, hắn ta suýt chút nữa thì một kiếm lấy mạng của ta, nhưng ta chỉ thấy Thẩm huynh rất thất vọng về ngươi. Ta thực sự không hiểu, tại sao các ngươi cứ mãi bảo vệ kẻ phản bội này, không tin các ngươi tự xem đi. Với sức mạnh hiện tại của ngươi, chưa đủ tư cách đấu với ta, lăn về luyện thêm 2 năm nữa đi. Thẩm Lang, ngươi đợi đấy, sẽ có một ngày, ta sẽ tự tay giết ngươi. Thẩm Đương Quy, Từ Long Điện của ta không phải nơi ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi. Đây, Thẩm Lang là vì thấy có người định bắn ngươi, nên mới rút kiếm. Tam đệ, đại ca là để cứu người đó, làm sao có thể? Thẩm Lang, huynh ấy là để cứu ta. Thẩm Đương Quy, làm sao không thể? Ngươi còn nhớ không, khi ngươi trốn trở về, bác sĩ đã nói thế nào? Bác sĩ nói huynh may mắn lớn,
Nhát kiếm này chỉ xuyên qua thịt, nếu lệch đi một chút, sẽ xé nát trái tim huynh. Hỏi trên đời này, ngoài Thẩm huynh, ai có thể có kỹ thuật kiếm đạo chính xác đến vậy? Thẩm Lang là huynh ruột của chúng ta, tại sao ngươi không thể tin tưởng huynh ấy? Tại sao ta lại không thể? Huynh trưởng thực sự đang cứu ta, mà ta lại. Dù sao, dù huynh ấy không giết ta, thì sao chứ? Huynh ấy đã giết con gái mình không phải sao? Huynh ấy phản nước là sự thật, ta chỉ muốn bắt huynh ấy về. Để huynh ấy nhận phán quyết xứng đáng, Thẩm Lang có kết cục như hôm nay là xứng đáng với tội lỗi. Tại sao huynh nhất định phải giết con gái của chúng ta, tiếp tục trích xuất ký ức? Phó điện chủ giết chính con mình, đã loại bỏ một mối họa lớn cho điện Tử Long, xứng đáng vị trí chiến thần hàng đầu. Điện chủ, có một câu không biết ngài từng nghe qua chưa? Nói xem, câu gì vậy? Vị trí tối cao, người xứng đáng mới nên ngồi. Có vẻ như Thẩm chiến thần không hài lòng với việc chỉ là một người đứng sau, ngài giữ vị trí này, chỉ nhận lương mà không làm việc. Như vậy thì, vị trí này ta ngồi có lẽ hợp hơn. Thẩm Lang, đây mới là mục đích thực sự mà ngươi tham gia Điện Tử Long phải không? Ta đã nên nghĩ tới điều này. Một người như ngươi, làm sao cam lòng phục tùng dưới người khác? Chỉ muốn nổi dậy, nhưng phải xem ngươi có đủ tư cách không? Tất cả các vị trưởng lão ở đây, đều là người của ta. Ngươi, lấy gì để đấu với ta? Đều là người của ngươi ư? Có chắc không? Tốt lắm, có vẻ như trong hơn một năm này ngươi không rảnh rỗi, âm thầm mua chuộc bao nhiêu người. Đến đây, để ta xem, ngươi có đủ tư cách để giết ta mà lên ngôi không? Chủ của Điện Tử Long, đã đến lúc thay đổi, thật sao? Ngươi thậm chí không có tư cách để chết dưới tay ta. Thẩm Lang, nặng tình cảm là khuyết điểm lớn nhất của ngươi. Vì cứu em gái, sức chiến đấu của ngươi giảm sút nghiêm trọng. Ngươi đã không còn là đối thủ của ta nữa. Thật sao? Chủ nhân, tận kiếm. Thế gian chỉ biết ta dùng đơn kiếm để lên chiến thần hàng đầu, nhưng không ai biết bí mật thực sự của ta là song kiếm, dấu bài tẩy mới có thể trở thành chiến thần số 1. Ngươi đang lừa ai đấy? Ngươi không tin à? Thử xem sẽ biết. Hãy thử đi. Từ hôm nay, ta chính là chủ nhân của Điện Tử Long. Kẻ theo ta thì sống, kẻ chống ta thì chết. Chúng tôi xin bái kiến quốc chủ. Alo. Chuyện gì thế? Sao lại tối màn hình thế? Không phải tối màn hình, mà là phần ký ức này đã bị xóa. Tại sao Thẩm Lang lại xóa đi phần ký ức này? Có chuyện gì xảy ra? Cuộc gọi đó cuối cùng là của ai? Không rõ. Nhưng chúng ta có thể thông qua những ký ức tiếp theo tìm ra một số manh mối. Tiếp tục trích xuất ký ức. Chủ nhân, tập đoàn Liễu gặp sự cố. Sự cố gì thế? Tập đoàn Liễu bị một tập đoàn bí ẩn tấn công, thị trường chứng khoán lao dốc, đứng trước nguy cơ phá sản. Tập đoàn bí ẩn đã tìm hiểu rõ nguồn gốc chưa? Vẫn đang điều tra, việc này giao cho ngươi xử lý, không chỉ để bảo vệ nhà họ Liêu. Phải điều tra cho rõ, đằng sau tổ chức bí ẩn này, ai là người chỉ đạo? Vâng. Chuyện của tập đoàn Liễu, Thẩm Lang cũng biết, đại tẩu. Một năm trước tập đoàn Liễu gặp khủng hoảng, có vẻ như là Tống Tranh giúp ta giải quyết. Kể từ khi Thẩm Lang đầu quân cho kẻ địch, Tống Tranh bắt đầu theo đuổi ta, thậm chí giúp đỡ giải quyết chuyện của tập đoàn Liễu. Thẩm Lang nói muốn giúp tỷ, nhưng kết quả tập đoàn Liễu vượt qua khủng hoảng, không phải nhờ Tống Thiếu giúp đỡ sao? Liên quan gì đến huynh ấy? Thậm chí còn vì ghen tị với Tống Tranh,
mà giết hắn ta. Đại tẩu, chuyện này có thể là hiểu lầm không? Hiểu lầm? Việc huynh ấy giết Tống Tranh là hiểu lầm, chẳng lẽ việc giết Niu Niu của chúng ta cũng là một sự hiểu lầm? Thẩm Lang, từ giây phút huynh giết Niu Niu, ta đã nói với chính mình, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho huynh, ta muốn nhìn thấy huynh xuống địa ngục. Chủ nhân, khủng hoảng nhà Liễu đã được giải quyết. Giải quyết khủng hoảng là tốt rồi, hai mẹ con họ đã phải chịu đựng quá nhiều khổ cực, nếu công ty còn phá sản nữa, họ sẽ sống thế nào? Ngoài ra, tập đoàn bí ẩn phía sau cũng đã được điều tra rõ ràng, là ai? Người đứng đằng sau là một trong bốn thiếu gia Diên Kính. Người thừa kế nhà Tống, Tống Tranh, nhà Tống và nhà Liễu dường như không có ân oán gì. Đúng vậy, nhưng điều tra cho biết, Tống Tranh đang theo đuổi tiểu thư nhà Liễu, Liễu Duệ. Hắn ta dàn dựng màn kịch này là để tự biên tự diễn, anh hùng cứu mỹ nhân, theo đuổi Liễu Duệ. Nếu ngài nhớ họ, hãy trở về thăm đại tẩu và các con. Với danh phận hiện tại của ta, nếu ta trở về, chỉ có hại cho họ, sẽ khiến họ bị mọi người chỉ trích. Đã 2 năm rồi, nàng ấy nên tìm người khác bây giờ, nhưng người đó là Tống Tranh, bắt nạt đàn ông lẫn đàn bà, vô cùng đê tiện và đạo đức suy đồi, chắc chắn không phải là sự lựa chọn tốt. Vì thế, ngươi nên tìm người dạy cho hắn ta một bài học, khiến hắn ta tránh xa Liễu Duệ và con gái cô ấy. Khủng hoảng gia đình Liễu thực sự đã được Thẩm Lang giải quyết. Tống Tranh đó, trong lúc theo đuổi ta, cũng dùng những thủ đoạn hèn hạ như vậy. Thẩm Lang đã cho người dạy cho Tống Tranh một bài học, và đó là điều đúng đắn. Nếu là ta, ta có thể đã giết hắn ta. Liễu tỷ, tỷ nói Thẩm ca giết Tống Tranh là do ghen tuông, có vẻ như tỷ chẳng hiểu gì về Thẩm ca cả. Tỷ là vợ huynh ấy mà. Ta, trước kia Thẩm ca đã dùng thân mình thử độc cho tỷ, bây giờ Thẩm ca lại âm thầm bảo vệ tỷ, giúp đỡ tỷ. Thậm chí, huynh ấy còn sợ tỷ cô đơn, muốn tìm một người bạn đời tốt cho tỷ. Nhưng tỷ thì sao, lại còn nghi ngờ Thẩm ca. Ta thật không hiểu, tại sao huynh ấy lại cưới tỷ. Dù Tống Tranh có tội, nhưng tội của hắn cũng không đáng chết. Tại sao huynh lại giết bé Niu Niu của chúng ta? Ta tin là giữa họ chắc chắn có hiểu lầm, giống như chúng ta đã hiểu lầm Thẩm ca vậy. Liệu có phải là hiểu lầm không? Khi trích xuất ký ức của Thẩm Lang, chúng ta sẽ biết thôi. Chủ nhân, ta đã tìm người dạy cho Tống Tranh một bài học, hắn ta hứa sẽ không bao giờ làm phiền đại tẩu nữa. Rất tốt. Chủ nhân, không ổn rồi, có chuyện gì vậy? Vừa nhận được tin Tống Tranh đã mất trí, hắn mạo danh Từ Long Điện bắt cóc Niu Niu để đổ tội lên ngài. Bắt cóc Niu Niu, dám động vào con gái ta, chán sống rồi. Thắng rồi, đến lượt ngươi. Tống thiếu, ngài nói xem, chi một khoản tiền lớn chỉ để chúng ta bắt cóc cô bé này. Việc này có phải quá dễ dàng không? Ngươi nghĩ gì thế? Bắt cô bé này là để có thể dụ Thẩm Lang ra. Thẩm Lang, Thẩm Lang nào? Ngươi có thể khiến thiếu gia này chú ý, còn có thể là Thẩm Lang nào nữa? Thẩm Lang của Điện Từ Long, không phải chứ? Tống thiếu, ngài không đùa đấy chứ? Xem ngươi sợ sệt kia. Đừng sợ, hắn vì cứu tiểu muội của mình đã hiến tủy xương, sức chiến đấu giảm sút nhiều. Chỉ cần các người bắt được Thẩm Lang, ta sẽ thưởng cho các người 1 triệu nữa. 1 triệu? Được, có lời hứa của Tống thiếu, những người anh em chúng ta dù có liều mạng cũng phải giải quyết xong việc này, như thế cũng tốt. Cái tên Thẩm Lang này sao vẫn chưa đến? Không thể nào. Đi, chặt một tay của nó, gửi đến Điện Từ Long. Được thôi. Ba ơi, ba ơi, cứu con, ba ơi. Kêu to thế mà không ai đến. Ai? Người sẽ lấy mạng ngươi. Thẩm Lang, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Có vẻ như ngươi đang đợi ta. Ta tưởng ngươi phản quốc, không dám nhập cảnh, cho đến khi có người của Điện Từ Long đứng ra đe dọa ta, ta mới nhận ra ngươi luôn âm thầm theo dõi Liễu Duệ và hai mẹ con cô ấy. Vậy thì chỉ cần bắt cóc con gái ngươi, ngươi sẽ xuất hiện. Nếu có thể nhân cơ hội này bắt được ngươi, ta sẽ trở thành anh hùng của cả đại hạ. Ngươi có chắc rằng có thể bắt được ta? Nếu không bắt được ngươi, ta sẽ giết con gái ngươi và gán tội cho Từ Long Điện. Đến lúc đó, Liễu Duệ sẽ hận ngươi đến tận xương tủy. Ta sẽ nhân cơ hội này ở bên an ủi nàng ta, ôm được mỹ nhân về. Thật là một kế hoạch hay, một trận đánh tốt. Đúng vậy, tứ thiếu Yên Kính không phải danh bất hư truyền. Niu Niu,
nhắm mắt lại. Vâng. Tống Thiếu. Tất cả lên. Lên nào. Ngươi. Tứ Thiếu yên kính. Nhiều nhiều, đừng mở mắt ra, được rồi, bố. Chủ nhân. Nhiều nhiều, con đi theo tỷ trước, vâng. Mạc Tuyết, ngươi dẫn Nhiều Nhiều đến nơi của Vương Thần Y và Vương Đại Tướng, trốn một thời gian, ngài không đưa Nhiều Nhiều về nhà sao? Bây giờ thì chưa được. Nếu bây giờ đưa Nhiều Nhiều về, mọi người sẽ biết chuyện này, lúc đó, sẽ có nhiều người, giống như Tống Tranh, dùng cách này để ép ta lộ diện. Ta thì không sao, nhưng hai mẹ con họ, sẽ không có ngày yên ổn. Tiểu nhân hiểu rồi, đi thôi. Con gái. Con bé chưa chết, người bắt cóc Nhiêu Nhiêu là xúc sinh Tống Tranh đó. Chúng ta lại một lần nữa hiểu lầm Thẩm Lang dám động đến cháu gái ta. Ta và nhà họ Tống chưa xong đâu. Liễu tỷ có thấy không, làm sao Thẩm ca có thể nhẫn tâm giết chết con gái ruột của mình. Những gì huynh ấy làm đều để bảo vệ các người, nhưng tỷ thì sao? Vì một người đàn ông mới quen không lâu lại không tin cả chồng mình. Ngươi có xứng đáng làm vợ của Thẩm ca không? Ngươi nói đúng. Thẩm Lãng chưa bao giờ phụ lòng ta, ngược lại là ta chưa bao giờ tin tưởng huynh ấy, lại còn luôn hiểu lầm huynh ấy. Thẩm Lãng. Thẩm Lãng của ta, rõ ràng luôn bảo vệ ta, tại sao lại không nói ra? Ngươi mới là vợ của Thẩm ca, Thẩm ca là người như thế nào, trong lòng ngươi phải rõ nhất, còn cần giải thích nữa sao? Xin lỗi. Tất cả là lỗi của ta, dù tốt với gia đình đến mấy, cũng không thay đổi được. Sự thật huynh ấy là kẻ phản quốc. Thẩm Đương Quy. Ta thật không hiểu, tại sao ngươi lại ghét đại ca mình đến thế, nếu không có huynh ấy. Ngươi đã chết từ lâu, và rồi sao? Huynh ấy vẫn là tội phạm mà. Ngươi lớn hơn ta 5 tuổi. Là ngươi đã nuôi dưỡng ta khôn lớn. Ngươi không chỉ là đại ca ta, mà còn là cha của ta, sư phụ của ta. Là người dạy ta luyện kiếm, dạy ta đọc sách viết chữ. Dạy ta nguyên tắc làm người. Là người nói với ta rằng đàn ông trên đời phải bảo vệ gia đình và đất nước, phải sẵn sàng hy sinh thân mình, phải làm một người hùng vĩ đại, vững vàng trước bất kỳ thử thách nào. Nhưng còn ngươi thì sao? Đúng lúc ta ngưỡng mộ ngươi nhất, kính trọng ngươi nhất, và thề sẽ trở thành một người như ngươi, thì ngươi lại phản bội ta. Phản bội niềm tin của chúng ta đối với một người đàn ông. Sự sụp đổ của niềm tin là một điều vô cùng tuyệt vọng. Vì vậy ta thề rằng, ta nhất định sẽ sử dụng những điều ngươi đã dạy ta, để đánh bại ngươi bằng chính tay mình. Ta sẽ bắt ngươi trở về, và ta muốn hỏi ngươi. Tại sao ngươi lại trở thành con người như bây giờ? Đúng. Là ngươi đã âm thầm bảo vệ gia đình của mình. Nhưng tự trọng của ngươi đâu, hả? Ngươi vì ngôi vị chủ nhân Điện Tử Long, mà đã chọn con đường sa ngã. Tam đệ, ngươi làm gì thế? Ta muốn biết huynh ấy, cuối cùng vì cái gì? Ta muốn biết sự thật. Chủ nhân, trong 3 tháng gần đây, Vương Thiết Sơn, Vua Trấn Nam, cùng với Thẩm Đương Quy, 3 người hợp sức, đã chiếm được 14 căn cứ của chúng ta. Đã hiểu. Chủ nhân, ngài khi nào định ra tay, để loại bỏ họ? Không vội, 3 tháng trước, ngài cũng nói không vội. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nửa tháng nữa, họ sẽ tiến đến trụ sở chính của chúng ta. Đây là cách ngươi nói chuyện với chủ nhân à, họ Thẩm kia. Ngươi là kẻ phản bội phải không? Hỗn láo, nếu có gan thì giết ta đi, nếu để người đó biết. Ngươi đang đe dọa ta à? Phải, thì sao chứ? Thẩm Lang, ngươi.
lập tức huy động tất cả mọi người trong điện Tử Long, ẩn nấp tại Tam Trượng Cốc. Kẻ thù định tấn công tổng hành dinh của chúng ta, nhất định phải đi qua Tam Trượng Cốc. Lần này, chúng ta phải tiêu diệt toàn bộ kẻ thù, Thẩm Lang thật là khôn ngoan. Tam Trượng Cốc rất dễ dàng để phục kích, nếu chúng ta đi qua đó, chắc chắn sẽ chết. Anh ta vì muốn chiếm ngôi vị chủ tịch Điện Tử Long, không ngại dùng đến những mưu đồ độc ác như thế. Nhưng các ngươi bây giờ không phải, vẫn bình an vô sự sao? Đó là vì, chúng ta được người bí ẩn giúp đỡ. Nhờ vậy mà tránh được một kiếp nạn, người bí ẩn, đúng vậy, trước khi bắt đầu cuộc chiến, ai đó đã gửi cho chúng ta một tin nhắn, nhắc nhở chúng ta, Tam Trượng Cốc có mai phục, từ xưa đến nay, kẻ phản bội ít người giúp, điều này cho thấy Tử Long Điện và Thẩm Lang, đại hạn đã đến, vì vậy chúng ta đã tính toán, ta và vua Trấn Nam, bố trí quân thám thính ở ngoài Tam Trượng Cốc, kiềm chế lực lượng chính của Tử Long Điện, Thẩm Nương Quy thì dẫn một lực lượng tinh nhuệ, nhảy dù vào Tử Long Điện, đánh thẳng vào trung tâm, bắt Thẩm Lang, trong 2 năm này, ta nhờ vào kiếm phổ của cha để lại. Sức mạnh tiến bộ vượt bậc, dù Thẩm Lang mạnh, nhưng không còn là đối thủ của ta, trận chiến này là, ký ức cuối cùng của Thẩm Ca. Hỏng bét, những ký ức này không đủ, chứng minh sự trong sạch của Thẩm Ca, liệu huynh ấy, có thực sự thoát khỏi, số phận án tử kia không? Chủ nhân, mọi người của Tử Long Điện, đã tập trung tại Tam Trượng Cốc. Tốt lắm. Mạc Tuyết, ngươi có thể đi được rồi, chủ nhân. Mạc Tuyết muốn theo chủ nhân mãi mãi, Mạc Tuyết. Ta không có ý đuổi ngươi đi, ngươi biết mà, kế hoạch của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Ngươi, là mắt xích cuối cùng, và là mắt xích quan trọng nhất. Nhưng, không có nhưng, hãy đi thôi, nếu không, sự hy sinh của ta sẽ vô ích. Chủ nhân làm tất cả điều này, có đáng không? Ta không vào địa ngục, thì ai vào, hy vọng mọi thứ suôn sẻ. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Tin nhắn đó, thật ra là do Thẩm Lang gửi. Tại sao huynh ấy lại làm vậy? Huynh ấy đã vất vả lắm, mới trở thành chúa tể của Tử Long Điện. Huynh ấy lại... Anh ấy lại giúp kẻ thù tránh nguy. Sự thật, cuối cùng thì sự thật là gì? Thẩm Lang, ngươi không ngờ đúng không? Ngươi đã bố trí phục kích ở Tam Trượng Cốc, nhưng chúng ta đã nhận ra, giờ thì tới lúc người chết rồi. Khá lắm. Tiến bộ đấy. 2 năm trước, ta đã thua ngươi một lần, nhưng lần này, ta quyết không thua nữa. Rút kiếm. 2 thanh, người khác không biết, nhưng ta rõ nhất, song kiếm, là tuyệt chiêu của ngươi. Có vẻ, ngươi rất tự tin vào bản thân mình, ta đã từng thề. Nhất định phải, bắt ngươi về xử lý. 2 năm qua, ta tập luyện không ngừng, chỉ đợi ngày hôm nay, có thể đánh bại ngươi. Được thôi, có vẻ em trai của ta đã lớn. Vậy. Theo ý ngươi. Thẩm Lang, ngươi đã không còn sức lực nữa. Nhưng ta trẻ hơn ngươi. Trận này, ngươi thua chắc rồi. Thật sao? Đúng là thế hệ mới, chiến thần mạnh nhất. Hãy cho ta thấy sức mạnh của ngươi. Ngươi biết tại sao ngươi khỏe hơn ta, nhưng lại không thắng được ta không? Bởi vì ngươi bị hận thù, làm ngờ mắt, một thanh kiếm thực sự nhanh, cần sự lý trí tuyệt đối, tỉnh táo tuyệt đối. Ví dụ, như thế này. Thẩm Lang, ngươi đã thua, ta mới là chiến thần mạnh nhất, ngươi không bằng ta về sức khỏe. Cả kiếm cũng không đâm chuẩn nữa sao? Đệ, kiếm thuật của đệ là do ta dạy, chết dưới tay đệ cũng là một kết cục không tồi, đâm xuống đi. Giống như lúc ta dạy ngươi vậy,
giết ngươi, làm bẩn kiếm của ta, ta sẽ bắt ngươi trở về, để nhận xét xử của mọi người. Đưa đi. Đại nhân Vương Thiết Sơn, trí nhớ của tội phạm Thẩm Lang đã được trích xuất hoàn tất, có thể tắt ghế ký ức rồi. Vâng. Đại ca. Đại ca vẫn còn sống, chỉ là bất tỉnh thôi. Đại ca bị trích xuất trí nhớ quá lâu, cơ thể kiệt sức quá nặng, nếu không đưa đến bệnh viện, e rằng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vương Thiết Sơn, có thể đưa Thẩm Lang đi bệnh viện để điều trị không? Xin lỗi cô Liễu, phiên tòa vẫn chưa kết thúc, vẫn còn phải xét xử. Sau khi Thẩm Lang gia nhập Điện Tử Long, không làm gì có hại đến trời xanh, chẳng phạm điều gì, tại sao vẫn phải xét xử? Điều đó cũng không thay đổi được, sự thật là hắn ta đã đầu quân cho địch. Tam đệ, đại ca đã không biết bao lần cứu mạng đệ có thể đừng tàn nhẫn như vậy không? Ta, Thẩm Đương Quy, người khác thì thôi, nhưng với sức mạnh của ngươi và ta, đều có thể nhìn thấy rõ, nhát kiếm cuối cùng đó, Thẩm Lang thực sự có cơ hội giết ngươi, nhưng huynh ấy đã nhân nhượng. Tất nhiên là thấy được, nhưng ta không quan tâm đến việc hắn ta tha cho ta. Vương Thiết Sơn, chỉ vì hắn ta nói với chúng ta, rằng Tam Trượng Cốc có phục kích, mà ngươi tha thứ cho hắn ta sao? Ngươi đã quên, Long Soái chết như thế nào rồi à? Long Soái, qua việc trích xuất ký ức, chúng ta phát hiện ra, Thẩm Lang không phải là kẻ tội ác to lớn như chúng ta tưởng, nhưng có một điểm, Thẩm Đương Quy nói đúng, dù thế nào, cũng không thể thay đổi. Sự thật là Thẩm Lãng đã giết Long Soái, vua Trấn Nam, ta đề nghị giữ nguyên bản án, đáng lẽ phải thế. Tiếp theo, chúng ta sẽ đưa Thẩm Lãng đến bệnh viện, chờ hắn ta tỉnh lại, vẫn phải chịu sự bắn. Thẩm ca, đừng. Thẩm Lãng, ký ức đã được trích xuất hoàn tất, ta tuyên bố, Thẩm Lãng của Từ Long Điện. Sự bắn, chờ đã. Sát thủ số 1 của Từ Long Điện, cô thật là to gan, dám xuất hiện ở đây. Lần này ta đến, chính là để trả lại cho chủ nhân một sự trong sạch, trả lại sự trong sạch cho đại ca ta. Mạc Tuyết là tâm phúc của Thẩm ca, chắc chắn biết nhiều bí mật hơn. Vua Trấn Nam, chúng ta ít nhất nên cho Mạc Tuyết một cơ hội để làm sáng tỏ sự thật. Vua Trấn Nam, đừng tin cô ấy là sát thủ số 1 của Từ Long Điện, tất nhiên là nói giúp chủ nhân của mình, có lý. Mạc Tuyết, dựa vào cái gì mà ta có thể tin cô? Thẩm Đương Quy, chủ nhân đối xử tốt với ngươi như vậy, ngay cả một con chó cũng phải biết ơn chủ nhân đã nuôi nấng nó, nhưng ngươi là một kẻ vô ơn, một kẻ phản bội, ngươi muốn chết à? Thẩm Đương Quy, đừng nóng vội. Mạc Tuyết, ngươi trả lời cho ta, dựa vào đâu để khiến ta tin tưởng? Dựa vào cái này, một phần ký ức của chủ nhân đã bị xóa, nhưng ký ức của ta thì chưa. Dựa vào cái này, chiếc ghế ký ức, đúng vậy. Các người còn nhớ không, ngày Long Tướng tử vong, không chỉ có chủ nhân ở đó, ta cũng có mặt. Có phải các người không muốn biết, hôm đó đã xảy ra chuyện gì không? Trong ký ức của ngươi, có thể thấy được sự thật. Tất nhiên, mọi người chỉ quan tâm đến chủ nhân, không ai quan tâm đến ta, kẻ tôi tới nhỏ bé này. Vì vậy, ký ức của ta không bao giờ cần được xóa đi. Ngài đã phải chịu khổ, hãy để Mạc Tuyết trả lại công bằng cho ngài. Có thể bắt đầu rồi, ta sẽ làm. Nếu không thể thấy được sự thật, tin ta đi, người sẽ chết rất thảm. Ta sẽ dùng ghế ký ức để xóa bỏ những hình ảnh cuộc trò chuyện trong đầu ngươi, để đối phương không thể dò xét. Tuy nhiên, việc phá hủy hình ảnh ký ức trong tiềm thức lại không làm tổn hại đến ký ức thực sự. Quá trình này rất đau đớn đấy. Không sao sư phụ, con có thể chịu đựng được. Trước khi nói về việc này, ta muốn giới thiệu một người với con trước. Mạc Tuyết, vào đi. Mạc Tuyết, sát thủ số 1 của Từ Long Điện, cô ta làm gì ở đây? Mạc Tuyết là người của chúng ta, cô ấy là quân cờ ta đã sắp đặt vào Từ Long Điện, người của chúng ta, từ bây giờ, Mạc Tuyết chỉ nghe lệnh từ con. Và nhiệm vụ tiếp theo của con, là xâm nhập vào Từ Long Điện, để làm suy yếu kẻ thù từ bên trong. Cái quan trọng hơn mà người nói đến, là để con xâm nhập vào Từ Long Điện, đúng, nhưng... Con và Từ Long Điện,
thù nặng như núi, làm sao họ tin, con chuyển mình nhỉ? Chỉ cần ta chuẩn bị một bức thư tuyên thệ cho con. Bức thư tuyên thệ. Có một việc. Ta chưa nói sớm với con, vì sợ con lo lắng. Ung thư. Giai đoạn cuối. Sư phụ, đời người từ trước tới, ai mà chẳng có lúc chết, mệnh do trời định, nhân sĩ nho gia, cũng mới biết thiên mệnh khi 50, huống chi là ta, theo lẽ tự nhiên, nghĩ thông suốt là tốt, con đường chết. Hoặc nặng như núi, hoặc nhẹ như lông hồng, đối với ta hôm nay. Đã là, hồi quang phản chiếu. Vì thế, dùng những ngày tháng còn lại, để trao cho con một cái, chứng minh bồi đắp lợi ích cho mọi người. Sư phụ. Trước khi chết, có thể làm thêm điều gì đó cho đại hạ, đã là một cái chết lành. Thật đáng thương cho đứa trẻ này. Cái chết của ta. Cần con gánh vác. Như vậy. Mới có thể khiến người đời phẫn nộ. Như vậy. Mới có thể. Làm cho Điện Từ Long tin tưởng con. Như vậy. Mới có thể hoàn toàn loại bỏ. Điện Từ Long. Con trai. Phải chịu. Ủy khuất rồi. Sư phụ. Thẩm Chiến Thần, bây giờ không phải lúc để buồn bã, ngươi cần phải xóa bỏ ký ức này trước, sau đó hãy cùng ta chạy trốn đến Điện Từ Long. Được, sau này tại Điện Từ Long, ngươi sẽ là chủ nhân của ta. Vì Long Soái, vì đại hạ, Điện Từ Long phải bị diệt, Điện Từ Long phải bị diệt. Ký ức của ta. Các ngươi đã thấy rồi. Bây giờ hiểu vì sao chủ nhân lại gia nhập Từ Long Điện chứ, vì vậy, Thẩm Lang luôn chịu đựng nhục nhã để tiêu diệt Từ Long Điện, huynh ấy đã lao vào bóng tối, tự hủy danh dự. Thẩm Lang mới là anh hùng, xứng đáng nhất của đại hạ, thật là một người hùng. Đại ca, ta biết mà, huynh là người tốt, hóa ra huynh đã chịu đựng bao nhiêu áp lực và đau khổ. Làm vợ huynh, ta không hề biết. Còn luôn trách móc huynh. Thẩm Lang, huynh tỉnh dậy được không? Những lời xin lỗi này, người cứ đợi, khi Thẩm ca tỉnh lại, hãy nói trực tiếp với huynh ấy, vì vậy nên nói, đại ca chưa bao giờ phản bội chúng ta, tất cả những điều này, để diệt trừ Từ Long Điện, không trách được Thẩm Lang, chưa bao giờ làm tổn thương mọi người, những hy sinh này, đều vì chúng ta, vì nhân dân đại hạ, huynh đệ, ta có lỗi với ngươi, ngươi vốn là, người ta tin tưởng nhất, nhưng ta lại. Lỗi tại ta. Vẫn còn một điều ta không hiểu. Thẩm Nương Quy, đại ca đã hy sinh nhiều như vậy vì ngươi, ngươi còn gì không hiểu nữa. Mạc Tuyết nói đúng, ngươi là một kẻ phản bội không thể dạy được. Kẻ phản bội, tam đệ. Đại ca đã tốt với ngươi như vậy, tại sao ngươi luôn không tha cho đại ca? Ta biết ta sai rồi, đợi đại ca tỉnh lại, ta nhất định sẽ quỳ xuống xin lỗi huynh ấy. Chỉ là, còn một điều nữa, ta thực sự không hiểu được. Chuyện gì, nếu mục đích của đại ca là phá hủy Điện Từ Long, thì sau khi giết chết điện chủ, tại sao không trực tiếp giải tán Điện Từ Long? Làm sao ngươi đang nghi ngờ Thẩm ca là tham quyền thèm muốn ngai vàng? Nếu đại ca ta là người như vậy, lúc ở Tam Trượng Cốc chúng ta đã chết hết rồi. Thẩm Nương Quy, nếu ngươi còn nghi ngờ đại ca, ta sẽ thay Thẩm Lãng dạy dỗ cái thằng khốn nhà ngươi. Vương Thiết Sơn, đừng nóng vội. Thẩm Nương Quy, không phải nghi ngờ Thẩm Lãng, chỉ là chuyện này thực sự có gì đó lạ. Mạc Tuyết, vấn đề này ngươi có thể giải thích không? Tất nhiên các người cũng đã thấy, chủ nhân trước khi trở thành chủ nhân của Từ Long Điện, đã nhận một cuộc điện thoại. Vậy vấn đề nằm ở cuộc điện thoại đó. Cuộc điện thoại đó, cuối cùng nói gì? Tiếp tục trích xuất ký ức. Rất nhanh, các người sẽ biết. Từ ngày hôm nay, ta chính là chủ nhân của Từ Long Điện. Người theo ta sẽ sống, kẻ chống lại ta sẽ chết. Chúng thần bái kiến chủ nhân. Alo. Tất cả mọi người ra ngoài, chỉ Mạc Tuyết ở lại. Vâng. Ngươi vừa nói ngươi là ai? Ta là Lão Ca. Tất nhiên, đó chỉ là một biệt danh. Danh tính thật của ta là kẻ điều khiển Điện Từ Long, chúa tể bóng tối. Chỉ là ta để
trên mặt bàn một quân cờ. Người nắm quyền, đúng vậy, bên trong điện Tử Long, đều là mắt xích của ta, vì vậy ngươi vừa rồi, giết chết điện chủ, ta liền nhận được tin tức, tất nhiên ta liên hệ với ngươi, mục đích là để, chúc mừng ngươi giành được vị trí chúa tể, chúc mừng ta. Đối với ta mà nói, ai làm quân cờ này, cũng không quan trọng, việc quan trọng là làm việc cho ta, hơn nữa, danh tiếng của Thẩm Chiến Thần, vang dội như sấm, có thể hợp tác với Thẩm Chiến Thần, là lợi ích lớn đối với ta, ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Hiện tại không có nhiệm vụ đặc biệt, mọi thứ vẫn như cũ, chúa tể Thẩm. Chúng ta sẽ liên lạc thường xuyên. Không ngờ, điện Tử Long này, còn có kẻ đứng sau, vậy kế hoạch lật đổ, điện Tử Long, không phải là bị hủy bỏ, mà là bị hoãn lại. Ngoài ra, hãy giúp ta xóa bỏ phần ký ức này, tại sao? Kế hoạch thay đổi, chúng ta cần phải tái triển khai kế hoạch, nội dung kế hoạch, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Kế hoạch 1, chúng ta sẽ tiếp tục ẩn nấp trong điện Tử Long. Tạm thời không thể lộ diện. Kế hoạch 2, chúng ta cần dùng mọi cách để suy yếu sức mạnh của điện Tử Long. Làm như vậy, có nguy hiểm không? Không sao, chỉ cần thận trọng là được. Được, ngoài ra, ngươi hãy đem cuốn kiếm phổ này, tìm cách để vào sân nhà họ Thẩm. Ngài là muốn, tam đệ, tính cách kiên nghị, dễ bị tình cảm chi phối. Ta lo sợ, lão ca sẽ ra tay với đệ ấy. Cuốn kiếm phổ này là tinh hoa kiếm thuật cả đời của ta. Chỉ cần đệ ấy chăm chỉ luyện tập, sức chiến đấu chắc chắn không kém cạnh ta, ngài rất tận tâm với gia đình. Thật đáng tiếc, họ lại không đối xử với ngài như vậy. Không nói chuyện này nữa, tiếp tục kế hoạch. Kế hoạch số 3, chúng ta sẽ tiêu hao sức chiến đấu của Từ Long Điện, lão ca chắc chắn sẽ phản pháo. Lúc đó, chúng ta sẽ thực hiện một kế hoạch giả công lớn, để giành được lòng tin. Kế hoạch lớn này sẽ đưa Từ Long Điện đến bước đường cùng, còn lão ca thì sao? Kế hoạch số 4, cũng là phần quan trọng nhất, phần này sẽ do ngươi thực hiện. Ta ư, đúng vậy. Nhiệm vụ quan trọng nhất này, ta sẽ làm lối đi cho ngươi. Ngài không phải là, ta sẽ tự mình tham gia vào trận đấu. Cờ tử, thắng thiên bán tử. Đây là toàn bộ sự thật. Từ Long Điện, phía sau chúa tể bóng tối, thực sự còn có kẻ điều khiển từ đằng sau. Không trách được, Thẩm Lang khi đó, không giải tán Từ Long Điện. Một khi bại lộ, chắc chắn chết chắc. 3 năm này, đại ca lẻn vào hang cọp. Nhưng chúng ta vẫn ghét bỏ anh ấy, khiển trách anh ấy phải đau khổ biết bao, đau đớn nhường nào, Thẩm Lang thực sự đã hy sinh quá nhiều, Thẩm Nương Quy, ngươi còn có gì để nói không? Đại ca, huynh tốt với ta như vậy, đã lo lắng cho ta rất nhiều, nhưng ta lại đối xử với huynh như thế, ta không phải là người. Anh Thẩm bây giờ đang hôn mê, nói cho ma nghe à, đúng, đại ca có nguy hiểm tính mạng. Nhanh, nhanh gọi xe cứu thương đi. Thẩm Đương Quy, ngươi hãy bình tĩnh lại, ta đã ra lệnh gọi xe cứu thương rồi. Mạc Tuyết, dựa vào hình ảnh ngươi cung cấp, chúng ta đã hiểu được những khó khăn của ngươi và Thẩm Lang. Bây giờ ta nên để ngươi được nghỉ ngơi thật tốt, nhưng tình hình khẩn cấp, ta còn vài câu hỏi muốn hỏi ngươi. Xin mời, chúng ta liên tục chiếm được tất cả các điểm của điện Tử Long mà điện Long Sát không hề phản công, phải không? Đó có phải là đúng vậy? Không trách chúng ta tấn công thuận lợi đến thế. Vậy thì, các người đã mai phục ở Tam Trượng Cốc. Đó có phải là bước thứ 3 trong kế hoạch không? Lực lượng chính của Từ Long Điền tập trung hết vào Tam Trượng Cốc. Các người đã biết trước tin tức. Vì vậy, đã điều quân tiếp viện tiêu diệt toàn bộ. Từ Long Điền từ đó sụp đổ. Từ Long Điền đã trở thành mối ngơ của thế giới. Việc tiêu diệt nó, Thẩm Lang đã có công lớn. Bây giờ là câu hỏi cuối cùng. Kế hoạch mà các người gọi là bước thứ 4 là gì? Nếu bước thứ 3 là tiêu diệt Từ Long Điền, thì bước thứ 4 tất nhiên là nhằm vào lão ca. Thật đáng tiếc, kế hoạch đã bị các người hủy rồi, vì chúng ta, khi bắt đầu xét xử, đại ca đã nói, nếu ký ức được công khai, tất cả những hy sinh của anh ấy, thì tất cả đều trở nên vô nghĩa. Vì vậy, là vì chúng ta, đã công bố trí nhớ của Thẩm Lang. Đúng vậy, tại sao, chủ nhân ban đầu nghĩ, rồi mới nhập cuộc, dù bị bắt hay bị giết, lão ca chắc chắn sẽ xuất hiện, tái tổ chức điện Tử Long. Chỉ cần lão ca xuất hiện, ngươi có thể công bố sự thật, chúng ta có thể lợi dụng cơ hội bắt hắn. Đúng vậy, bây giờ lão ca biết được sự thật, như con chim sợ cành cong, chắc chắn sẽ trốn vào bóng tối, không xuất hiện nữa. Đúng vậy, thật là hối hận, không nghe lời Thẩm Lang, chủ nhân muốn triệt để loại bỏ bọn chúng, không tiếc danh dự của mình, thậm chí, cả mạng sống cũng không cần. Nhưng các ngươi thì sao? Nếu lão ca không chết, điện Tử Long sẽ bất tử mãi mãi. Thì ra là vậy, chúng ta đã phụ lòng Thẩm Lang, ta càng phụ lòng Long Soái. Vừa nhận được tin, người của chúng ta đã liên lạc được với vị thần Y Vương, 3.000 chiến binh, họ vẫn còn sống,
hiện đang ở cùng vị thần Y Vương, thật tốt, lập tức phái người đi đón họ. Trong 3 năm qua, Thẩm Lang đã hy sinh quá nhiều, dù ta có thể ở bên cạnh huynh ấy hay không? Huynh ấy vẫn là đại anh hùng, trong lòng ta luôn là đại ca ta kính yêu nhất, đại thần vua Trấn Nam. Xe cứu thương đã đến dưới lầu rồi, ngay lập tức đưa Thẩm Chiến Thần đi bệnh viện, tìm bác sĩ giỏi nhất. Vâng. Chủ nhân, dù ngài đã tính toán kỹ lưỡng, nhưng có lẽ cũng hơi khổ sở cho chính mình. Thẩm ca đâu rồi? Huynh ấy không phải đến bệnh viện sớm hơn chúng ta sao? Chẳng lẽ chiếc xe cứu thương gặp chuyện gì đó giữa đường? Vương Thiết Sơn, đi hỏi bên bệnh viện xem. Bên bệnh viện nói, xe cứu thương không những không quay lại, họ thậm chí không thể liên lạc được với chiếc xe cứu thương đó nữa. Gì cơ, đại ca ta thể chất yếu ớt, nếu gặp tai nạn, làm sao chịu nổi? Chúng ta nên đi trên chiếc xe cứu thương cùng Thẩm Lang. Vốn dĩ, chúng ta đã đi cùng huynh ấy. Sau đó bác sĩ nói, không còn chỗ, chúng ta lái xe khác, tự đến. Làm sao xe cứu thương đầy đến mức không thể chở thêm một người thân? Mạc Tuyết, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi phải rất rõ ràng chứ. Mạc Tuyết, tình trạng sức khỏe của Thẩm Lang hiện rất tệ. Ngươi đã trung thành với Thẩm Lang, các ngươi không muốn huynh ấy gặp chuyện gì đúng không? Ta lo quá. Mạc Tuyết, ngươi hãy nói đi. Ta nói, thực ra ta và chủ nhân không chỉ lên kế hoạch 4 bước, còn có bước thứ 5, chính xác là kế hoạch B. Kế hoạch B là gì? Chủ nhân nói, 3 bước đầu thực hiện rất dễ dàng, riêng bước thứ 4 quá nhiều biến số, nếu vì một số yếu tố không thể kiểm soát mà kế hoạch bị lộ, phải làm sao? Ý ngươi là đại ca còn có cách khác lôi lão ca ra? Dù là kế hoạch bước thứ 4 hay là kế hoạch B, mục tiêu của chủ nhân là tham gia cờ tử. Tham gia cờ tử, ta hiểu rồi. Nếu kế hoạch bước thứ 4 thất bại, kế hoạch bị bại lộ, sự thật sẽ được công khai, Thẩm ca sẽ dùng bản thân mình làm mồi nhử dẫn lão ca ra. Như một người kiêu hùng như lão ca, chắc chắn không thể chịu đựng được sự phản bội và trò hề này. Chỉ cần đại ca tìm cách đẩy chúng ta ra xa, một mình lên đường, lão ca chắc chắn sẽ xuất hiện để tìm huynh ấy trả thù. Đúng vậy, nghĩa là chiếc xe cứu thương đó là phương án dự phòng của các ngươi. Xe cứu thương là của bệnh viện, nhưng người trong xe đã được thay đổi. Bước cuối cùng của kế hoạch là bắt giữ lão ca, đây là cơ hội cuối cùng. Sao thế nhỉ tỷ? Tình hình hiện tại của đại ca thật mạo hiểm quá, có thể sẽ mất mạng. Thẩm ca, tại sao huynh phải gánh vác mọi chuyện một mình vậy? Sự dũng cảm và trí tuệ của Thẩm Lang thực sự là khiến chúng ta chỉ biết ngưỡng mộ. So với huynh ấy, ta thực sự không là gì cả. Chúng ta phải tìm ra lão ca, càng sớm càng tốt. Chúng ta đã nợ Thẩm Lang quá nhiều, tuyệt đối không thể để huynh ấy bị tổn thương thêm nữa. Đúng vậy, Mạc Tuyết, Thẩm Lang ở đâu? Để đảm bảo kế hoạch B hoàn hảo, ngay cả ta cũng không thể liên lạc với chủ nhân. Thẩm Nương Quy, Vương Thiết Sơn, các người lập tức huy động mọi lực lượng đi tìm Thẩm Lang. Và ta nữa, ta có thể phát động tập đoàn thượng quan, huy động tất cả mối quan hệ để tìm kiếm, và cả nhà Liễu. Được, mọi người cùng nhau hợp sức, chúng ta nhất định không để thảm kịch lặp lại. Lão ca, là ta, nhìn ra rồi, ngươi đang chờ ta. Đúng vậy, 3 ngày trước, ngươi đã tự mình nhập cuộc, và liên tiếp tiêu diệt 7 nhóm sát thủ của ta. Theo dấu vết họ từng bước, lần theo chúng, và tìm ra được danh tính của ta, Thẩm Chiến Thần. Quả không hổ danh là chiến thần hạng nhất, thực sự rất ngưỡng mộ. Ngươi biết ta đã tìm ra danh tính của ngươi, vậy mà ngươi vẫn dám đến một mình. Có gì không dám, thà rằng đợi ngươi tới tận cửa, còn hơn, chúng ta ở đây, trong điện Từ Long này, cùng nhau đánh một trận, một cách công khai. Âm mưu của ngươi bắt đầu từ đây. Cuộc đời ngươi sẽ kết thúc ngay tại đây. Thật sao? Ta không nghĩ vậy. Đúng vậy, ngã ở đâu, đứng dậy ở đó, sau khi ngươi chết. Ta sẽ ở đây, xây dựng lại điện Từ Long, tạo nên một vinh quang lớn lao hơn. E rằng ngươi không có cơ hội đó. Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, nhưng cơ thể ngươi đã bị tổn thương trong phiên tòa. 3 ngày qua không ngủ, không ngừng chiến đấu, cơ thể đã kiệt quệ tột cùng. Bây giờ ngươi lấy gì để đấu với ta? Đao truy hồn. Giỏi lắm.
Tam Lộ Âu Nha là gì của ngươi? Đó chính là cha ta. Ngày xưa, đao truy hồn và song thương nhà Thẩm của ngươi, được gọi là bộ đôi võ thuật cổ. Cha ta sinh ra đã kiêu ngạo, không bao giờ xem võ thuật cổ đại hạ vào mắt. Ông ấy đã thách đấu với cha ngươi, Thẩm Tam. Cha ta chính là người chết dưới đao truy hồn. Không có số 1 trong văn, không có số 2 trong võ. Bộ đôi võ thuật cổ là gì chứ? Sự thật đã chứng minh, đao truy hồn mới là số 1 trên thế giới. Nhưng trên người cha ta, ngoài vết thương do đao, còn có độc thương, xưa nay, thằng làm vua thu làm giặc. Quá trình như thế nào? Có quan trọng không? Điều quan trọng là, song thương, đã thua. Hôm nay, thù mới hận cũ, ta và ngươi cùng tính toán. Ta muốn xem thử. Ngươi có bản lĩnh gì? Thời kỳ đỉnh cao của ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Huống hồ là ngươi bây giờ. Kể từ khi cha ta mất, ta đã luôn nghiên cứu song thương và pháp đao truy hồn. Sức mạnh của song kiếm thực sự vượt xa so với kiếm đơn. Nhưng mà cái gì? Dù song kiếm mạnh nhưng không đủ tinh khiết. Kiếm thuật thực sự cần phải biết lựa chọn mới có thể hiểu được quy luật của đạo. Song kiếm vẫn không phải là đối thủ của ta. Huống chi, kiếm đơn, đó là tự tìm đường chết. Chỉ có kiếm mới phá được mọi thứ, chỉ có tâm không dễ thay đổi. Đây, sao lại như vậy? Hỏa kiếm, chính là vật có thể khắc chế đao truy hồn, là công cụ mạnh nhất, ngươi đang nói bậy. Cha ta ngày xưa chính là chết trúng độc dược. Ngươi nghĩ ta sẽ lặp lại sai lầm ấy sao? Thẩm Lang, ngươi quá xem thường ta rồi. Chết mà miệng vẫn cứng. Không ổn. Cũng không biết Tam Đệ và Anh Vương có thể đưa đại ca trở về an toàn không? Thẩm Nguyệt, đừng lo. Thẩm Chiến Thần luôn có trời phù hộ. Và với sức mạnh của Thẩm Nương Quy và Vương Thiết Sơn, có họ ở đó, Thẩm Lang chắc chắn sẽ bình an vô sự. Khi Thẩm Lang trở về, ta nhất định phải xin lỗi huynh ấy thật lòng. Chúng ta cũng nên xin lỗi đại ca vì đại nghĩa đã hy sinh tất cả. Nhưng thái độ của chúng ta trước đây đối với huynh ấy thực sự làm người ta chạnh lòng. Dù Thẩm ca không tha thứ cho chúng ta, điều đó cũng là đương nhiên. Chúng ta trước đây quả thật đã quá đáng. Phải vậy, Thẩm Chiến Thần và những người khác đã trở về, Thẩm Lang có sao không? Không rõ tình hình cụ thể, họ đã vào rồi. Họ vào rồi. Đại ca. Thẩm Lang. Từ xưa đến nay ai mà không chết, hoặc nặng như núi, hoặc nhẹ như lông hồng. Sư phụ, nơi đạo tồn tại, dù ngàn vạn người khinh, con vẫn đi. Thẩm Lang, xin lỗi, tất cả là lỗi của ta. Tại sao huynh không giải thích cho ta? Ta chỉ làm những gì ta nên làm, dù chết không hối hận. Đại ca, huynh đã hứa với ta, sẽ ở bên ta, cho đến ngày ta mang thai và sinh con. Nhưng lời hứa là lời hứa. Ta không phải người phản bội lời hứa. Ta sẽ đích thân chơi cờ tử. Nâng bàn cờ. Thắng thiên bán tử, Thẩm Lang, đại hạ đã làm con tổn thương. Chúng ta xin lỗi Thẩm Lang. Thẩm Nương Quy là do ngươi, nếu không phải ngươi, là kẻ vong ơn bội nghĩa, Thẩm ca cũng không rơi vào cảnh này. Cảnh nào cơ chứ, ngươi đang nói cái gì thế? Thôi được rồi. Nếu huynh còn không mở mắt ra, ta thấy Thượng Quan Thanh, có thể lột ra ta đấy, ngươi đang nói gì thế? Tam đệ à, sức chịu đựng của đệ kém quá,
ta đã chịu nhiều sự oan ức, vẫn muốn nghe thêm lời hối cải của họ. Huy không chết, ta chưa thấy muội lập gia đình sinh con, làm sao có thể chết được nhỉ? Đại ca, huynh đừng bao giờ rời xa ta nữa. Được, ta hứa với muội. Thẩm đại ca, Thanh cô nương, Thẩm lang, xin lỗi nhé. Có gì phải xin lỗi chứ? Mọi chuyện đã qua rồi, hơn nữa là ta giấu các người trước mà. Hai cái thằng đần này làm cho ta suýt nữa rơi nước mắt. Chúng ta vừa đến điện Từ Long, thấy lửa cháy ngùn ngụt, chúng ta cũng hoảng hốt. Các người không thấy được, Thẩm nương quy bình thường cứ tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên ngoài điện Từ Long khóc như một đứa con gái. Đừng nói đến lão Tam, ta nhớ lúc đó là ngươi đang ôm đầu khóc lóc mà, chính là hắn đấy. Ai đang khóc vậy? Ta, Thiết Sơn, một chiến thần vĩ đại của Đại Hạ. Không, rơi nước mắt, đừng đùa nữa, lúc đó chúng ta đang khóc, có người bên cạnh cười, hay là chế giễu. Chúng ta liền nổi giận, phải nghiêm khắc, dạy dỗ tên nhóc đó một bài học, rồi quay lại nhìn, và thấy đại ca, cười tâu toét với gương mặt bẩn thỉu, nhìn ta. Ta đã nghĩ, không thể để chỉ chúng ta khóc, cũng phải khiến các người khóc theo. Hai cái thằng đần này, để xem ta sẽ huấn luyện các ngươi thế nào, xin tha con,